tham thoại đầu, dùng vọng tưởng để chế phục vọng tưởng. Bây giờ sắp bắt đầu thiền thất. Ở thiền đường thì chúng ta không niệm Phật. Trong lúc đã Phật thất thì chúng ta không tham thiền. Bây giờ chúng ta phải đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, đứng cũng thiền, nằm cũng thiền. Nói chung là đi, đứng, nằm, ngồi đều tham thiền. Trước kia người tham thiền thì chẳng hề khởi niệm, đó gọi là vô niệm. Nhất niệm bất sinh toàn thể hiện, lục căn hốt động bị dân giá. Một niệm chẳng sinh toàn thể, chân tâm hiện. Sáu căn bỗng động, Phật tánh bị mây che. Tham thiền tức là tham cứu một niệm chẳng sinh. Tới Đề Minh thì người ta mới áp dụng phương pháp tham thoại đầu. Nay thì thiền đường nào cũng tham thoại đầu. Thoại đầu có nhiều loại, như ai niệm Phật, hoặc khi cha mẹ chưa sinh ra ta thì mặt mày ta ra sao, hoặc thế nào là chẳng có, vân vân. Tham thiền là không khởi vọng tưởng gì cả. Thí dụ khi tham cứu câu ai niệm Phật thì quý vị cứ suy nghĩ tìm xem ai là người niệm Phật. Xong, kỳ thực đây cũng chỉ là một vọng tưởng. Chẳng qua là chúng ta dùng một vọng tưởng để khống chế mọi vọng tưởng khác mà thôi. Biện pháp này gọi là dĩ vọng chế vọng, dĩ độc công độc. Thậm chí niệm A-di-đà Phật cũng là dùng vọng chế vọng. Nghĩa là cái ý nghĩ niệm Phật là vọng, không thật. Và ngay cả cái niệm tham cứu câu niệm Phật là ai cũng là vọng. Xong, đó là vì một vọng tưởng này có khả năng khống chế được tất cả các vọng tưởng khác. Đó là đạo lý tham thiền. Người tham thiền thì Phật tới chém Phật, ma tới chém ma, không chấp trước cảnh giới nào cả. Khi tham thiền tới chỗ trên không biết có trời, dưới không biết có đất, giữa chẳng biết có người, ngoài chẳng biết có vật, trong chẳng biết có tâm, thì bây giờ quý vị sẽ hợp làm một với pháp giới, có thể thoát nhiên khai ngộ. Quý vị hãy nhớ, đừng bị lay chuyển bởi thanh trần ngoại cảnh, đừng nhìn đông ngó tây, và cũng đừng để cho tâm lay hoay không chuyên nhất. Khi tham thiền đạt tới chỗ không mình, không người, không chúng sinh, không thọ giả, thì quý vị sẽ chặt đứt được gốc rễ sinh tử và sẽ được gặp mặt Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Bây giờ quý vị mới biết được cái hay của việc tham thiền. Từ vô lượng kiếp tới ngày nay, chúng ta thật may mắn gặp được pháp môn đã thiền thất. Do đó, chúng ta phải đặc biệt chuyên nhất, chí thành khẩn thiết, ra sức dụng công. Đừng phung phí thời giờ quý báu, đừng nghĩ ngợi dẫn dơ về những chuyện ăn, mặc hay chỗ ở. Bởi một chút thời gian là một chút mạng sống. Thời gian và sinh mạng đều quý báu như nhau. Nhất thốn quan âm, nhất thốn kim. Thốn kim nan mãi thốn quan âm. Thất lạc thốn kim dung dị đắc. Quan âm quá khứ nan tái tầm. Nghĩa là một tấc thời gian một tấc vàng. Tấc vàng khó mua tấc thời gian. Tấc vàng rơi mất còn dễ kiếm. Thời gian trôi bẵng mới khó tìm. Bài thơ trên nói lên giá trị quý báu của thời gian lúc bình thường, huống hồ là lúc đã thất. Thời gian ấy còn đáng quý hơn nữa.
Không ai biết được giờ phút nào, giây nào mình sẽ khai ngộ. Do đó, quý vị nên tranh thủ từng giây, từng phút, đừng lãng phí. Hy vọng quý vị tham gia thiền thất đều dũng mãnh tinh tấn, không phóng dật buông lung. Phải nhẫn chịu mọi thứ khổ thì mới đạt được an lạc. Chịu đựng được điều mà người khác khó có thể chịu đựng, nhẫn nhịn được điều mà người khác khó thể nhẫn nhịn, đó mới là tinh thần tu đạo. Giảng vào tháng 9 năm 1975 tại chùa Kim Sơn. Chân thật tu hành chớ buông lung. Kim Sơn Thánh Tự trước kia được gọi là Phật giáo giảng đường và tọa lạc tại tầng thứ tư trong một chung cư thuộc khu phố Chinatown ở San Francisco, vốn do Tổng hội Phật giáo Pháp giới kiến lập. Khóa tu học mùa hè đầu tiên được tổ chức tại đây năm 1968. Bây giờ có rất nhiều người từ Seattle đến tham gia khóa tu học 96 ngày ấy. Chương trình học tập rất bận rộn, hàng ngày không có giờ nghỉ. Chỉ có ngày thứ bảy là được nghỉ buổi chiều để giặt giũ hoặc giải quyết những công việc riêng tư. Trong khóa tu học ấy, tôi giảng kinh Lăng Nghiêm và dự trù có thể giảng xong trước ngày mãn khóa. Ban đầu thì mỗi ngày thuyết giảng một lần, nhưng được một thời gian thì tôi nhận thấy là sẽ không kịp thời hạn, nên tăng lên thành mỗi ngày giảng hai lần. Dần dần lại ngại rằng không thể giảng xong, nên tôi phải tăng thành ba lần mỗi ngày. Và cuối cùng thì thành ra mỗi ngày giảng bốn lần. Cứ như thế mà trong khóa hè ấy cũng giảng xong bộ kinh Lăng Nghiêm, đem công đức viên mãn hồi hướng cho tất cả chúng sinh. Sau khi giảng xong kinh Lăng Nghiêm, có năm thanh niên nam nữ người Mỹ xin xuất gia. Đó là những người Mỹ đầu tiên xuất gia và thọ cụ túc giới, ba vị tỳ kheo và hai vị tỳ kheo ni. Về sau, mỗi năm đều có khóa tu học mùa hè. Rất nhiều người tới học hỏi Phật Pháp và cũng có nhiều người xuất gia thành tỳ kheo, tỳ kheo ni. Tuy nhân số không nhiều, song đối với chùa Kim Sơn vốn chú trọng phẩm chất chứ không chú trọng số lượng. Chỉ cần chân thật tu hành và nghiên cứu Phật Pháp thì một người cũng không phải là ít. Hà huống là nào phải chỉ có một hoặc hai người thôi đâu. Hàng tháng chùa Kim Sơn phát hành một tập Nguyệt Sang song ngữ Anh Hoa, Kim Cang Bồ Đề Hải. Tập Nguyệt Sang này chuyên đăng yếu nghĩa Phật Pháp để cho người phương Tây có thể am tường nguồn gốc của Đạo Phật, đồng thời có được sự nhận thức đúng đắn về Phật Pháp, để họ không còn cho rằng Phật giáo là mê tín, sùng bái ngẫu tượng, tiêu cực, bi quan, hoặc là ký sinh trùng của xã hội nữa. Tập Nguyệt Sang này cho người ta biết Phật giáo là tự do, bình đẳng, mà mục tiêu là đề xướng thế giới hòa bình và hết thảy mọi người đều là đệ tử của Phật. Tuyệt đối không có sự giới hạn về chủng tộc, quốc tịch hay địa giới. Phật giáo từ khi có lịch sử đến nay chưa hề gây ra chiến tranh, bởi vì giới điều đầu tiên trong giới luật nhà Phật là không sát sinh. Chẳng những không giết người mà ngay cả động vật cũng không sát hại, trái lại còn phóng sinh và bảo vệ mọi loài động vật, nhờ vậy mà không hề gây ra chiến tranh. Chùa Kim Sơn cũng như là nơi đại cát tìm vàng. Nếu quý vị là vàng thì khi tới chùa Kim Sơn, quý vị sẽ cảm thấy nơi đây như là nhà của quý vị vậy. Ở đây mọi người không nói chuyện nên rất thuận tiện để đọc sách, ngày ngày nghiên cứu Phật Pháp, chẳng bị ai quấy rầy. Thật là một môi trường lý tưởng. Người Mỹ tuy nhiều, song có được bao nhiêu người chân chính phát tâm tới đây
để nghiên cứu Phật Pháp, nghe kinh, học Pháp. Do đó, việc thành Phật là tùy thuộc ở cá nhân, chứ không phải ở tập thể. Trên thế giới, cái gì ít thì đều quý cả. Số người nghiên cứu Phật Pháp ở chùa Kim Sơn tuy không nhiều, song đối với thế giới này thì như thế là vô cùng quý báu. Trong tương lai, khi quý vị đã thông suốt Phật Pháp rồi, quý vị có thể đi khắp nơi hoằng dương Phật Pháp, lợi ích chúng sanh, khiến mọi chúng sinh sớm thành Phật Đạo. Đó là điều tôi kỳ vọng ở quý vị. Trong khóa tu học mùa hè kỳ này, mọi người cần phải biết quý trọng thời giờ, đừng để lãng phí. Nên có câu rằng: một tấc thời, một tấc vàng, tấc vàng khó chuộc tấc thời gian. Cho nên thời giờ là quý giá nhất, quan trọng nhất. Quý vị đến tham gia khóa tu học mùa hè năm nay, hãy nỗ lực học hỏi Phật Pháp, chớ nên để thời giờ trôi qua một cách vô ích. Quý vị nhất định phải học cho được đôi chút đạo lý chân chính. Có một việc mà tôi muốn nói với quý vị, thật sự thì tôi không muốn nói ra, song bây giờ thì tôi không thể không nói. Việc gì ư? Là người xuất gia thì nhất định phải biết tự trọng, không nên coi mình quá thấp hèn, nhưng cũng không được cống cao ngã mạn. Lúc nào cũng phản tỉnh và tự kiểm thảo. Hễ có làm lỗi lầm gì thì sửa đổi ngay. Nếu không có lỗi gì thì phải tiến tu. Tuyệt đối không được cẩu thả hoặc phóng dật buông lung. Một khi các vị đã là đệ tử xuất gia của tôi, hễ tôi thấy lỗi lầm gì của các vị thì tôi nhất định sẽ nói ra để các vị biết mà sửa đổi. Nếu tôi không nói ra thì tôi thật có lỗi với các vị. Sau khi tôi đã nói ra những điều mình thấy rồi thì các vị nghe hay không, sửa đổi hay chăng, đó là chuyện của các vị. Tôi chỉ làm tròn nhiệm vụ người thầy, không hổ thẹn với lương tâm là đủ. Các vị chớ nên để đến khi đọa địa ngục rồi quán trách sư phụ: ôi, tại sao lúc đầu thầy không dạy con nghiêm hơn một chút? Nếu quả thầy dạy con kỹ hơn, nghiêm khắc hơn, thì làm sao con bị đọa địa ngục được chứ? Này, tôi đã nói ra điều mà tôi muốn nói rồi. Các vị đã xuất gia phải ghi nhớ: các vị không được quấy rầy hoặc can thiệp vào sự tự do của kẻ khác, và cũng đừng làm ảnh hưởng đến hành động của họ. Bản thân mình không muốn tu hành thì thôi, đừng làm trở ngại sự tu hành của người khác. Mình không trì giới, nhưng đừng cản trở người khác trì giới. Mình không tu bồi đức hạnh, nhưng chớ chướng ngại sự trau dồi đức hạnh của người khác. Người nào có tư tưởng và hành vi như trên thì nhất định phải sửa chữa, đổi ác thành thiện ngay. Người xuất gia thì từng giây từng phút lúc nào cũng phải tự kiểm soát chính mình. Mỗi lời nói, mỗi việc làm đều phải luôn luôn đúng theo giới luật. Các vị phải nghiêm chỉnh, không được phóng túng, vô kỷ luật, không được muốn gì thì làm nấy. Có câu: vô quy củ, bất năng thành phương viên. Tức là không có khuôn phép thì chẳng thể thành vuông tròn. Do đó, khi Đức Phật sắp nhập Niết Bàn, Ngài dạy tôn giả A Nan: hãy lấy giới luật làm thầy. Đó chính là điều mà người xuất gia phải ghi lòng tạc dạ. Khi ăn cơm, chúng ta phải nhớ tam niệm ngũ quán. Bởi vì thí chủ nhất lạp mễ, trọng như tu di sơn, thực liễu bất tu hành, bì mau đái giác hoàng. Tức là một hạt gạo thí chủ nặng bằng núi tu di, ăn rồi chẳng tu trì, mang lông đội sừng trả. Thật đáng sợ và nguy hiểm như vậy đấy các quý vị. Đó gọi là dưới tấm áo cà sa, dục mất thân người. Vậy cho nên,
người xuất gia dù ở bất cứ nơi đâu cũng đều phải nghiêm trì giữ vững giới luật. Khi chưa dứt được sinh tử, chưa đoạn được tâm dâm dục, thì không lúc nào được biến nhát, buông lung, phóng túng. Đức Phổ Hiền Bồ Tát dạy rằng, một ngày đã qua, mạng cũng giảm dần. Như cá càng nước, thử hỏi dư gì? Đại chúng, hãy siêng tinh tấn, như đầu bị đốt. Chỉ nhớ vô thường, chớ mặt buông lung. Người xuất gia chúng ta phải biết quý trọng từng giây, từng phút. Hãy nhớ rằng, một tấc thời gian, một tấc vàng. Tấc vàng khó chuộc tấc thời gian. Thời giờ quý báu như thế, nên chúng ta không được lãng phí. Mỗi người đều phải dụng công tu hành, phải tinh tấn hơn nữa, thì mới mong có được sự thành tựu. Phàm là người dụng công tu hành, thì không có thời giờ để nói chuyện thị phi, không có thời giờ để làm những việc lăng xăng, làm gián đoạn sự tu hành. Về điểm này, tôi hy vọng mọi người hãy chú ý. Khi tôi thấy những người không chịu tu hành, thì tôi cảm thấy vô cùng đau xót. Bởi như thế, chẳng phải là họ đã không thực hành các thề nguyện mà họ đã lập lúc ban đầu, khi họ mới xuất gia tu hành hay sao? Những người xuất gia mà tâm nghĩ một đàn, miệng nói một nẻo, thì có xứng đáng là tăng bảo hay không? Mong rằng các vị đều biết tự trọng. Dùng phương pháp điện liệu để thanh lọc không khí. Pháp môn thiền là pháp chỉ thẳng tâm người, thấy tánh thành Phật. Cũng là môn đốn giáo. Đốn giáo là do tiệm giáo siêng năng tu hành mà thành. Có câu: lý tuy đốn ngộ, sự tu tiệm tu. Tức là nghĩa lý tuy hiểu lập tức, nhưng việc tu cần phải từ từ. Hiện nay đi, đứng, nằm, ngồi đều là pháp tiệm tu. Chờ tới một ngày nào đó chân chính hiểu rõ thì sẽ đột nhiên khai ngộ. Đó tức là đốn. Thật ra đốn không tách rời tiệm, tiệm chính là trợ giúp đốn. Thông thường người tu, ai tu pháp gì thì cho pháp ấy là hay nhất, là số một. Nếu không là số một thì y chẳng vui sướng đâu, và y cũng chẳng chịu tu hành nữa. Nếu quý vị chân chính hiểu rõ thì mọi pháp đều là Phật pháp và đều không thể nắm bắt, bất khả đắc. Do vậy, không có gì đáng chấp trước cả. Thiền là cách điều hòa thân và tâm. Điều thân tức là làm cho thân không loạn động. Điều tâm là làm cho tâm không khởi vọng tưởng. Thường thường, thanh tịnh. Hễ tâm thanh tịnh thì tận hư không và khắp cả pháp giới, mọi thứ đều nằm trong tự tánh. Tự tánh bao hàm mọi thứ, dung nạp mọi thứ, và cũng chính là Phật tánh xưa nay của chúng ta. Từ vô lượng kiếp đến nay, đời này tiếp đời kia, chúng ta bị những thứ kiến giải sai lầm làm mê nhiễm quá sâu dày, nên không dễ dàng minh tâm kiến tánh. Bởi vì lý do ấy, chúng ta mới đã thiền thất. Đã thất gọi là khắc kỳ thủ chứng, tức là đặt ra một thời gian nhất định, một quá trình nhất định để dụng công, cầu đạt được sự thấu triệt sáng suốt. Nếu quý vị muốn chân chính thấu triệt, thông suốt, thì trước hết quý vị phải học, làm như là không biết gì cả. Trong thiền đường, lúc dụng công, quý vị dùng phương pháp gì? Phương pháp không biết, trên không biết có trời, dưới không biết có đất, ở giữa không biết có người. Từ sáng tới tối quý vị làm gì? Không biết. Ăn thức gì? Không biết. Mặc áo gì? Không biết. Cũng như đang hôn trầm, cái gì cũng không biết. Có câu: dưỡng thành đại triết phương di xảo. Học đáo như ngu thủy kiến kỳ. Nghĩa là
Nếu quý vị làm sao thành như người ngu đần nhất thế giới, thì lúc ấy mới sinh ra sự xảo diệu. Bấy giờ thì nhất thông, nhất thiết thông, nhất liễu, nhất thiết liễu, nhất ngộ, nhất thiết ngộ, tức là thông suốt một, thông suốt hết thảy, tỏ rõ một, tỏ rõ hết thảy, giác ngộ một, giác ngộ hết thảy. Lúc ấy quý vị sẽ thông suốt mọi sự và triệt để khai ngộ. Quý vị đã học được gì cũng không biết, hệt như người khờ vậy. Song ngay lúc ấy việc kỳ diệu mới hiện ra. Khi đã thiền thất, quý vị phải để qua một bên tánh khôn vặt, tánh ranh mãnh. Đừng nên cho rằng cái gì mình cũng biết, cũng thông suốt. Nếu cho rằng cái gì mình cũng biết là chẳng phải chân chánh hiểu biết Phật Pháp. Có câu, đại trí nhược ngu, tức là người có đại trí huệ thì ra vẻ như ngu si. Nhìn bên ngoài, họ giống như chẳng hiểu biết gì cả, nhưng thật ra họ biết hết mọi chuyện. Đó gọi là chuyện nhỏ thì mù mờ, mà chuyện lớn thì thông suốt. Người nào như vậy mới là bậc đại thành tựu. Lúc chúng ta ở thiền đường, đại chúng chạy thì mình chạy, đại chúng ngồi thì mình ngồi, đông tây nam bắc mình chẳng cần biết gì. Lúc ấy mình sẽ chân chính hiểu rõ, chân chính liễu giải. Hiểu gì? Hiểu rõ bản địa phong quang. Liễu giải gì? Liễu giải bản lai diện mục của chính mình. Tại thiền đường, quý vị cần dùng công tu hành, bớt nói lời vô ích, chớ lãng phí thời gian. Một tấc thời gian, một tấc vàng. Tấc vàng khó đổi tấc thời gian. Việc tòa thiền quả thật rất là quý báu. Không biết phút giây nào quý vị sẽ khai ngộ. Do đó phải tranh thủ từng phút từng giây, không để trôi qua giây phút nào. Nếu đi vệ sinh thì xong rồi phải lập tức quay về thiền đường, tiếp tục ngồi. Tới nhà ăn, ăn uống xong cũng tức khắc quay về thiền đường. Hoặc uống xong trà cũng lập tức quay về thiền đường. Nói tóm lại, quý vị chớ bỏ qua cơ hội khai ngộ, vì không biết lúc nào sẽ là lúc khai ngộ. Nói cách khác, đi nhiễu, chạy hay ngồi thiền đều là cơ hội tốt để khai ngộ, chớ để dục mất. Vào đời nhà Thanh, có lần hoàng đế Ung Chính mời vị phương trượng chùa Cao Mân là Thiên Quệ Thiền Sư tới Bắc Kinh để đàm luận thiền lý. Hoàng đế hỏi ngài có biết tông chỉ của Ngọc Lâm Quốc Sư chăng? Thì ngài không trả lời được. Hoàng đế bèn ra lệnh cho ngài phải ở lại thiền đường, và trong vòng 7 ngày phải tìm cho ra đáp án, nếu không sẽ bị chém đầu. Suốt 6 ngày, ngài tìm không ra đáp án. Đến ngày cuối cùng, vì gấp rút khẩn trương quá nên ngài chạy vòng vòng trong thiền đường. Chạy tới chạy lui làm cho ngài choáng váng mặt mày, đâm đầu vào cột trụ, đầu u lên một cục. Ngay lúc ấy tâm trí đột nhiên sáng suốt, ngài tìm ra được đáp án. Ngài bèn đến gặp hoàng đế. Vua Ung Chính biết là ngài đã lãnh hội được tông chỉ của Ngọc Lâm Quốc Sư rồi. Từ ấy về sau mới có lệ chạy vòng, tức bảo hương trong thiền đường. Thiền đường có hành hương, bảo hương, tọa hương và tham thoại đầu. Hành hương tức là bước mau, bảo hương là chạy chậm chậm, tọa hương là ngồi thiền, tham thoại đầu là nghiền ngẫm về một vấn đề. Như tham câu ai niệm Phật, nhất tâm nhất ý tham cứu câu đó, tham cứu đến chỗ nhất tâm bất loạn, nhất trần bất nhiễm, chẳng một mảy bụi nào làm mình dẫn đục, thì đó là lúc khai ngộ vậy. Đó là những phương pháp dùng để ngăn ngừa, đình chỉ vọng tưởng.
Không có vọng tưởng thì mới có giác ngộ. Mục đích tọa thiền là để khai ngộ. Sau khi khai ngộ thì mới có trí huệ siêu phàm. Bởi vậy, chư tổ nghiên cứu phương pháp dĩ độc công độc, dùng việc tham thoại đầu để khống chế vọng tưởng, tức là dùng một vấn đề để khống chế tất cả các vấn đề khác. Tham thoại đầu là gì? Tham câu niệm Phật là ai? Khi nào quý vị tìm ra ai hiểu biết rốt ráo ai niệm Phật thì lúc ấy mới chân chính thấu suốt. Thấu suốt là gì? Thấu rõ phải xa rời mọi thứ điên đảo thị phi. Tâm kinh dạy rằng xa rời điên đảo mộng tưởng, đạt tới cứu cánh niết bàn. Quá trình này đòi hỏi phải trải qua một phen khổ công mới thành tựu nổi. Nếu tôi nói quá nhiều sẽ làm gián đoạn công phu của quý vị. Tốt hơn hết là quý vị hãy theo quy củ luật lệ, chân thật dụng công tu hành. Có một điều quý vị cần hiểu rõ là trong Tam Tự Kinh có câu quý dĩ chuyên, tức là quý ở sự chuyên cần. Bất luận làm việc gì, nếu có thể chuyên tâm nhất ý thì kết cuộc sẽ thành công. Cũng vậy, khi tham thoại đầu, chỉ nghĩ tới một câu sáng nghĩ, chiều nghĩ, ăn nghĩ, ngủ cũng nghĩ, đi cũng nghĩ, ngồi cũng nghĩ về câu đó. Nếu chưa nghiền ngẫm tới chỗ biển cạn đá nứt thì chẳng bỏ cuộc. Nói cách khác, chưa khai ngộ thì chưa ngừng nghĩ. Chỉ nghĩ đến một vấn đề mới là chân lý. Còn suy nghĩ nhiều vấn đề quá thì là vọng tưởng. Có hai câu thơ thật đầy ý nghĩa: nhược nhân tỉnh tọa nhất tu du, thắng tạo hằng sa thất bảo tháp. Tức là nếu ai tỉnh tọa chỉ một sát na, còn hơn xây hằng sa tháp bảy báo. Đó là hình dung công đức ngồi thiền. Nếu người ngồi thiền có thể tịnh tâm chỉ trong một khoảnh thời gian ngắn ngủi thôi, thì công đức ấy so với công đức xây hàng hà sa số tháp bảy báo còn nhiều hơn gấp bội. Bởi vì tạo ra vô số tháp bất quá cũng để cúng dường xá lợi của Phật. Song nếu tĩnh tọa chỉ trong giây lát, có thể tạo ra chân thân của Phật. Do vậy, tĩnh tọa chỉ một sát na mà hơn xây nhiều tháp bảy báo. Nếu tĩnh tọa trong khoảnh khắc mà công đức lớn như vậy thì hàng ngày tĩnh tọa công đức càng khó kể xiết. Nếu trong một thời gian ngắn ngủi quý vị chẳng khởi vọng tưởng, tâm được thanh tịnh, thì dần dà quý vị sẽ trở nên trạm nhiên thường tịch. Khi tĩnh tọa ở thiền đường, không những công đức của quý vị vô lượng mà đối với toàn thế giới nhân loại, công đức ấy cũng vô lượng. Có người hỏi, công đức của tôi làm sao san sẻ cho nhân loại, cho toàn thế giới được chứ? Hiện nay nhân loại trên thế giới do vì tranh danh đoạt lợi nên tạo ra sát khí đằng đằng, ích kỷ tự lợi. Nào là ta tranh, người giành, khiến thế giới biến thành đen tối u ám, đầy dẫy độc khí. Nhân loại đấu tranh ác liệt, càng ngày càng dữ dội, càng ngày càng nguy hiểm, mỗi lúc mỗi thêm nghiêm trọng. Nếu chúng ta không tìm cách cứu vãn nguy cơ đang bao trùm thế giới, chắc hẳn một ngày nào đó địa cầu sẽ bùng nổ. Vì sao bùng nổ? Bởi vì giờ đây khoa học quá tiến bộ, các nước lớn đang nghiên cứu vũ khí giết người sao cho mau chóng. Họ thi đua chế tạo những vũ khí hạt nhân, tia laser, vân vân. Một khi chiến tranh phát sinh, những vũ khí ấy sẽ biến trái đất thành tro bụi. Lúc đó quả là ngày tàn của nhân loại. Lúc dụng công tu hành trong thiền đường, vô hình trung chúng ta có thể tiêu diệt những thứ sát khí ấy, khiến thế giới tránh được nguy cơ. Làm sao tiêu diệt chúng? Bầu không khí đã bị ô nhiễm vì những chất độc, và hoặc gián tiếp hoặc trực tiếp những khí độc ấy
ảnh hưởng tới sức khỏe của chúng sinh, đe dọa sinh mạng của muôn loài. Quý vị hãy xem, hiện nay các thứ tật bệnh quái dị càng ngày càng nhiều, khiến các bác sĩ phải bó tay. Đó là do không khí bị ô nhiễm, chẳng được trong lành sạch sẽ, đâu đâu cũng toàn là độc khí. Người tu đạo chúng ta phải dùng một loại điện liệu để làm tiêu tan chất độc trong không khí. Thế nào là điện liệu? Tức là tĩnh tọa. Và từ đó mà ánh sáng trí huệ được phóng đi. Ánh sáng trí huệ này chính là một luồng điện lực. Luồng điện ấy di chuyển trong không gian và sẽ có tác dụng giải độc, khiến cho không khí hỗn trược biến thành thanh khiết. Đó gọi là cách chữa trị các căn bệnh của thế giới bằng phương pháp điện liệu. Bây giờ, có người hoài nghi về tánh khả thi của nguyên tắc ấy. Tĩnh tọa làm sao có thể làm tiêu tan chất độc trong không khí được? Tôi xin kể một câu chuyện như sau. Vào đời nhà Tống, có một vị đại văn hào tên là Tô Đông Pha. Đương thời, cũng có vị thiền sư pháp danh là Phật Ấn. Hai người là bạn đạo, thường hay lui tới với nhau, nên có câu đối như sau để chứng minh tình bạn gắn bó của họ. Xuất nhập hữu tăng, giai Phật Ấn. Giảng lai vô khách, bất Đông Pha. Tức là, ra vào có sư Phật Ấn thường gần gũi. Tới lui, chẳng bạn Đông Pha thì còn ai? Có lần, Tô Đông Pha làm một bài kệ. Khệ thủ thiên trung thiên, hào quang chiếu đại thiên. Bát phong suy bất động, đoan tọa tử kim liên. Tức là đảnh lễ thiên trung thiên, tức là Phật. Hào quang chiếu vũ trụ, tám gió thổi chẳng đồng, ngồi vững tòa sen vàng. Tô Đông Pha gửi cho thiền sư Phật Ấn bình luận, rồi vì đó mà hai người nảy ra tranh biện. Bây giờ chúng ta hãy lấy câu hào quang chiếu vũ trụ để thuyết minh một nguyên lý. Hào quang này chính là điện liệu, rồi chiếu toàn đại thiên thế giới và làm cho tiêu độc. Hào quang này có thể làm tiêu trừ không khí hỗn trược trong vũ trụ, tẩy sạch hoàn toàn cho đến một chút xíu độc tố cũng không còn. Nếu quý vị có thể phóng hào quang chiếu khắp vũ trụ, thì phần độc khí của quý vị sẽ được tiêu tan. Nếu người khác có thể phóng hào quang chiếu khắp vũ trụ, thì phần độc khí của người ấy sẽ được diệt trừ. Nếu mọi người có thể phóng hào quang chiếu khắp vũ trụ, thì độc khí của mọi người sẽ được tiêu trừ. Nếu ai ai cũng đồng tâm hiệp lực dùng phương pháp điện liệu để chữa trị các căn bệnh của thế giới, thì không khí ô nhiễm sẽ càng ngày càng giảm bớt, không khí trong lành sẽ càng ngày càng gia tăng. Dần dần, bầu không khí sẽ trở nên hoàn toàn trong sạch. Quý vị phải biết rằng không khí ô trược là độc tố, còn không khí trong lành là trí huệ. Hiện tại vì sao không khí ô nhiễm? Vì đa số người ta không biết tu hành, không biết dùng pháp điện liệu. Do đó, không khí càng lúc càng ô trược. Người tu đạo chúng ta phải nhận trách nhiệm làm cho không khí trở nên thanh khiết. Không những bản thân mình phải dũng mãnh tinh tấn tu thiền, mà còn phải khuyến khích quý vị bạn bè thân thích ngồi thiền. Công đức tòa thiền vô lượng vô biên. Đối với thân tâm, có ích lợi không thể nghĩ bàn. Nếu họ không tin, quý vị hãy bảo họ thử thí nghiệm xem. Sớm muộn họ sẽ đạt được ích lợi khó nghĩ bàn. Quý vị hãy gắn công tòa thiền. Khi hào quang của quý vị chiếu khắp đại thiên thế giới, độc tố trong không khí sẽ tự nhiên tiêu diệt hết. Quý vị hãy chú ý, chỉ cần quý vị ngừng bặt vọng tưởng thì có thể phóng ra trí huệ quang minh. Hào quang này có thể chiếu khắp đại thiên thế giới và trừ độc trong không khí. Quý vị sẽ gặt hái vô lượng công đức
có lợi ích cho nhân loại toàn thế giới. Lợi ích gì? Tức là có thể tiêu diệt độc tố làm ô nhiễm không khí, khiến nhân loại không còn bị tai họa vì các chứng bệnh hiểm nghèo. Đây chính là lợi ích gián tiếp cho tất cả mọi người vậy. Mà tới để giúp quý vị tu đạo. Trước đây tôi có nói, nếu ai tĩnh tọa được một chốc lát thì còn hơn là xây hằng hà sa tháp bảy báo. Có gì ngồi trong thiền đường nghĩ vẩn vơ rằng tĩnh tọa một giây phút mà công đức còn hơn xây tháp bảy báo, rồi nghĩ lui nghĩ tới, nên dù là một tích tắc cũng chẳng tĩnh tọa đặng, do đó một tí công đức cũng chẳng có được. Vì sao? Thì cũng giống như nhận ngón tay làm mặt trăng, chỉ thấy ngón tay chỉ mặt trăng mà không nhìn thấy mặt trăng, rồi cho rằng có công đức vô lượng. Vô lượng ư? Quý vị chỉ ngồi đó với vô lượng vọng tưởng thôi. Lại nói, tôi có thể phóng hào quang chiếu khắp vũ trụ, tôi có thể phóng hào quang chiếu khắp vũ trụ. Cảnh giới này chẳng cần quý vị nghĩ tới, chẳng cần quý vị nói ra, mà cần quý vị thực hành. Nếu quý vị có khả năng chân chính thanh tịnh nhập định thì mới phóng đặng hào quang chiếu khắp vũ trụ. Không thể nhập định, nghĩ ngợi dớ dẫn chẳng ích lợi gì. Nghĩ lui nghĩ tới thì cũng đều là vọng tưởng, cách xa thực tại đến 84.000 dặm. Lại có gì nghĩ rằng làm sao để tôi nhập định, làm sao để tôi khai ngộ? Nếu quý vị có vọng tưởng đó thì làm cách gì quý vị cũng chẳng thể nhập định, chẳng thể khai ngộ. Vì sao? Vì quý vị chỉ dụng công hời hợt ngoài da mà thôi, chứ chẳng phải dụng công nơi trí bát nhã. Quý vị toàn là hướng ra ngoài tìm kiếm, chẳng hướng nội mà tìm, thì mãi mãi chẳng tìm ra. Quý vị hãy làm bác sĩ điện liệu để giúp thế gian này. Hãy cứu giúp chúng sanh đang sống trong bầu không khí ô nhiễm này, để họ có thể thành Phật trong một bầu không khí trong lành. Bây giờ quý vị phải ngồi tĩnh lặng, đừng có quá nhiều vọng tưởng, và tôi hy vọng quý vị biết rõ điều đó. Tôi đã giảng cho quý vị nghe về phương pháp điện liệu làm cho không khí trong sạch rồi. Quý vị hãy thử xem, coi hiệu quả ra sao. Hôm nay là ngày thứ hai của thiền thất. Quý vị đã lên đường chưa? Lên đường có nghĩa là lên con đường chánh giác, con đường Bồ Đề. Quý vị đã đề khởi được câu niệm Phật là ai chưa? Quý vị đã buông bỏ vọng tưởng chưa? Nếu chưa đề khởi được câu niệm Phật là ai thì hãy mau mau làm đi. Phải tập như mèo rình chuột vậy, kiên nhẫn chăm chú chờ chuột. Lại cũng giống như gà mẹ ấp trứng, một lòng một dạ nhớ nghĩ đến đám gà con sắp nở. Lại cũng giống như rồng giữ hạt châu, cẩn thận chuyên nhất giữ chặt hạt bảo châu. Lúc nào cũng dụng công thì mới hy vọng thành tựu. Chúng ta tu hành, ngày ăn một bữa, đêm chẳng nằm mà ngủ, là cách tu khổ hạnh mà tôi dám nói rằng hay nhất thế giới. Đặc biệt là lúc đã thiền thất, mỗi ngày ngồi 12 giờ, đi nhiễu 6 giờ. Sự thực hành khắc khổ này đòi hỏi thiền sinh phải ăn uống cho đầy đủ. Do đó tại Trung Quốc, khi nào có đã thiền thất, mỗi đêm mọi người đều được cho ăn 2 cái bánh bao lớn, nên ai cũng thích thú lắm. Song ở đây không có cái lệ này. Do đó bữa trưa quý vị nên ăn thêm một chút, ăn cho no để đủ sức đi nhiễu hoặc chạy. Giới luật nhà Phật quy định nhật trung nhất thực, tức là mỗi ngày chỉ ăn một bữa vào giờ ngọ, 12 giờ trưa mà thôi. Về sau lệ này đổi thành quá ngọ bất thực, tức là sau 12 giờ trưa thì không được dùng bữa. Nhưng buổi sáng có thể ăn cháo điểm tâm. Vì không phải ăn sau giờ ngọ nên việc này không phải là phạm giới. Trong khóa thiền, nếu ăn không đủ no thì sẽ không có đủ sức ngồi thiền, đi nhiễu hay chạy. Do đó, có thể sinh ra thối chuyển. Vì sao? Nếu quý vị tham thiền đến tối, bao tử quý vị sẽ cồn cào và trách quý vị là quá ích kỷ, chỉ biết tu hành
chỉ chú tâm muốn khai ngộ, chẳng quan tâm đến nó, khiến nó phải đau khổ. Nó hỏi quý vị tu đạo gì mà một chút từ bi cũng không có. Thế là nó chẳng hợp tác với quý vị nữa, khiến quý vị dễ thối tâm, không còn muốn tu hành, uổng phí công phu khi trước. Bởi vậy trong khóa thiền, quý vị cần phải ăn cho đủ no mới có năng lực để mưu cầu trí huệ giải thoát. Hôm nay tôi kể cho quý vị nghe câu chuyện ăn bánh bao lúc đã thức. Đây là chuyện có thật, không phải bịa đặt. Ở chùa Thiên Đồng tại tỉnh Ninh Ba bên Trung Quốc, có vị phương trưởng tên Mật Dân. Ngài là một vị minh nhãn thiền tri thức. Thầy Duy Na cũng là một vị minh nhãn thiền tri thức. Song lòng từ bi của thầy Duy Na thì quá rộng lớn, còn lòng từ bi của phương trưởng thì lại hạn hẹp. Ngài Mật Dân thì có tác phong mà Hà Tát chẳng để ý đến ai cả, còn ngài Duy Na thì chủ trương Bồ Đề Tát Đỏa, thích lo chuyện người. Vì hai vị có tư tưởng khác biệt nên lối cư xử cũng xung khắc. Trong lúc đã thức, ai cũng dũng mãnh tinh tấn ngồi thiền cầu trí huệ giải thoát. Một đêm nọ, vị Duy Na từ bi này thấy đại chúng vì quá đói bụng nên chẳng còn tinh thần nào ngồi thiền được. Có vị bị hôn trầm, có vị thì tâm tán loạn, hoặc nếu không ngủ gật thì cũng ngồi sụm. Bình thường khi ngồi thiền, người ta cao khoảng 3 thước tây, nhưng vì bụng đói quá, không ngồi thẳng lưng được, phải khòm xuống, nên chỉ còn cao hơn 1 thước. Do đó, gọi là ngồi sụp. Khi hiện tượng này xảy ra, thì chẳng ai còn tiếp tục ngồi thiền được nữa. Thầy Duy Na thấy vậy mới nảy lòng thương và muốn giữ sức khỏe cho đại chúng. Thầy bèn nhập định, dùng thần thông vào nhà bếp lấy cắp một ít cơm cháy, đem phân phát cho mỗi người một ít. Khi ngồi thiền xong, mọi người mở mắt ra thì thấy trên đùi họ có một miếng cơm cháy, liền rón rén ăn hết. Bởi vì người là sắt, cơm là thép nên ai ăn vào cũng khôi phục lại tinh thần, lúc đi nhiễu cũng không cảm thấy mệt mỏi. Chẳng còn như trước, vì bụng đói không thể đi nhiễu được nên phải ngồi qua một bên để nghỉ mệt. Sau khi thầy Duy Na có lòng từ bi này lấy cắp cơm cháy liên tiếp 2 ngày để cho đại chúng ăn điểm tâm, thì đến ngày thứ 3 bị vị phương trưởng phát giác ra chuyện ăn cắp nên bị đuổi ra khỏi chùa. Sự việc này xảy ra như sau. Buổi sáng ngày thứ 3, thầy quản lý nhà bếp phát hiện ra rằng cơm cháy ngày hôm qua đã biến mất và thầy nghĩ rằng đã bị chuột ăn hết. Vì là nhiệm vụ của thầy nên thầy mới báo cáo chuyện này lên ngài phương trưởng để xin ý kiến. Ngài phương trưởng dạy rằng được rồi, phải bắt con chuột đó. Đến tối, ngài phương trưởng nhập định quán sát mới phát giác là thầy Duy Na đã trộm cơm cháy của nhà bếp trong lúc nhập định. Nhân đó, ngài mới đem nhục thân của thầy Duy Na giấu dưới ghế ngồi. Lúc thầy Duy Na xuất định thì không thấy nhà, nhục thân của thầy đâu nữa. Thầy tìm kỹ khắp nơi thì cuối cùng mới thấy nhục thân mình nằm ở dưới ghế nên kéo nó ra. Bấy giờ ngài phương trưởng mới bảo, thầy làm gì vậy? Thầy quả là một con chuột lớn, thầy dám ăn cắp cơm cháy ở nhà bếp hả? Thầy có biết là thầy đã phạm giới không? Ai phạm giới phải bị đuổi ra khỏi chùa. Ngày mai thầy phải đi, chúng tôi không thể lưu giữ thầy ở đây nữa. Thầy Duy Na thưa, bạch ngài, ngài đuổi tôi thì được rồi, song tôi muốn xin ngài một việc, mong ngài thuận cho. Vị phương trưởng hỏi, thầy sắp ra đi, còn muốn yêu cầu gì nữa? Thầy Duy Na thưa, các thiền sinh nhất định phải được ăn đủ no mới có thể dụng công tu hành. Nếu ăn không no, chắc chắn chẳng thể tu hành được. Do đó tôi mới vào nhà bếp lấy trộm cơm cháy để cho đại chúng dùng, chẳng phải để tôi ăn. Tôi hy vọng ngài phương trưởng từ bi, mỗi tối cho mỗi người ăn 2 cái bánh bao. Được vậy thì tôi xin cúi đầu đảnh lễ ngài. Tôi ra đi rồi, chẳng còn gì thắc mắc nữa. Vị phương trưởng suy nghĩ và thấy có lý. Được rồi, tôi sẽ thỏa mãn lời yêu cầu của thầy. Từ đó về sau, khi nào đã thiền thất, mỗi người được ăn 2 cái bánh bao vào buổi tối. Thầy Di Na lại hỏi phương trưởng, thưa ngài, tôi nên đi về đâu? Phương trưởng đáp, thầy hãy đến tỉnh Tứ Xuyên xây dựng đạo tràng, các vị hộ pháp ở đó có thiện duyên với thầy. Bây giờ thầy Duy Na mới dùng phép thần túc thông để đến tỉnh Tứ Xuyên. Thầy thấy 2 cây quế cao to, cành lá xum xuê.
nên ngồi thiền giữa hai cây quế ấy. Nhiều vị hộ pháp và cư sĩ thấy thầy ngồi thiền dưới gốc cây, nhận ra thầy là bậc chân tu, một vị cao tăng đức hạnh. Do đó, họ xây một ngôi chùa dưới hai cây quế ấy, lấy tên là Sông Quế Đường. Tại đây, thầy truyền pháp và thâu nhận đệ tử. Về sau, rất nhiều người tham thiền được khai ngộ và thầy trở thành vị tổ đầu tiên. Tham thiền cũng như uống nước, nóng hay lạnh, chỉ tự mình biết lấy. Dụng công tới chỗ vững vàng thì mình tự biết, dụng công mà chưa thành thục thì cũng chỉ có mình tự hay. Ai dụng công đã vững, đã thành thục thì cần phải liên tục nỗ lực. Kể chưa dụng công tới đâu cả thì chớ biến nhát. Trong lúc tham gia thiền thất, quý vị phải buông xả hết mọi thứ. Có câu đề khởi được, buông xả được. Buông xả được thứ gì? Buông xả được mọi vọng tưởng. Phải buông xả được vọng tưởng và sự nghĩ ngợi lăng xăng thì trí huệ mới nảy sinh. Không buông xả được vọng tưởng thì dụng công sẽ không có kết quả. Trong 7 ngày này, quý vị phải dũng mãnh tinh tấn, đừng sinh một mảy may tâm trạng biến nhát hay một chút hoài nghi. Hãy cùng nhau dụng công. Khi dụng công tới chỗ không thấy có mình, không thấy có người thì sẽ khai ngộ. Nếu dụng công tới chỗ phi sắc phi không thì sẽ hợp nhất với Đức Như Lai. Nếu quý vị chưa hiểu được cảnh giới phi sắc phi không thì thật đáng hổ thẹn. Vì sao dụng công mà không được tương ưng? Vì thói quen, tập khí từ vô lượng kiếp đến nay quá sức sâu dày. Do đó, tâm muốn hướng tới con đường Bồ Đề mà thân thì chẳng chịu tiến tới, cứ muốn thối lui. Quý vị phải biết rằng, hãy tập khí thói quen quá nặng nề, nghiệp chướng dày sâu thì càng cần phải buông xả vọng tưởng. Buông xả vọng tưởng không khó, quý vị chỉ cần quên mình đi là vọng tưởng hết ngay. Chỉ vì còn có cái tôi nên quý vị mới không thể quên bản được mình. Khi tu hành ở thiền đường, quý vị phải tu làm sao cho trên không biết có trời, giữa không biết có người, dưới không biết có đất. Trời đất người không còn, đông tây nam bắc cũng tiêu tan, thì lúc ấy một niệm cũng không khởi và toàn thể chân tâm sẽ hiện bày. Quý vị sẽ đắc được toàn thể đại dục. Nếu suốt ngày khởi vọng tưởng thì công phu sẽ không tương ưng. Do đó phải dụng công tới chỗ không sinh khởi một niệm nào cả. Khi đi không biết là mình đang đi, khi đứng không biết là mình đang đứng, khi nằm không biết là mình đang nằm, khi ngồi không biết là mình đang ngồi, đi đứng nằm ngồi đều chẳng hay biết. Cả ngày ăn cơm nhưng chưa nuốt một hạt gạo. Đốn ngộ là do bình thường dụng công, dùng đến chỗ tương ưng thì mới hốt nhiên khai ngộ. Nếu bình thường không dụng công thì không thể đốn ngộ được. Cũng như trẻ con sau khi sinh ra, nhờ ngày ngày được nghe tiếng nói nên tới một lúc nào đó chúng tự nhiên biết nói. Khi chúng thốt ra lời đầu tiên thì cũng tương tự như lúc chúng ta khai ngộ. Khi chúng bắt đầu biết đi thì bước đầu tiên cũng có thể ví như lúc chúng ta khai ngộ vậy. Làm sao chúng đi được bước đầu tiên? Do bởi ngày nào chúng cũng nhìn thấy người lớn đi đi lại lại, cảnh tượng ấy quân tập vào đầu óc chúng, khiến chúng tự nhiên tập tễnh bước đi. Chúng ta dụng công cũng phải như vậy. Hôm nay dụng công, ngày mai cũng dụng công. Tiếp tục như vậy, khi công phu chín mùi, không còn khởi ý tưởng gì, hết mặt vọng niệm, thì quý vị sẽ khai ngộ. Sự khai ngộ do ngày ngày dụng công tu hành, hoặc do từng giờ từng phút dụng công tu hành, rồi đến khi công phu đã chín mùi, thì chợt khai ngộ, là sự khai ngộ do dụng công tu hành trong đời này. Có người hỏi, tôi thấy vị kia chẳng chịu dụng công tu hành gì cả, xong tới thiền đường chưa được bao lâu thì bỗng nhiên khai ngộ, đó là vì sao? Trường hợp này khá đặc biệt đấy. Đó là vì kiếp này tuy y không dụng công tu hành, xong kiếp trước y đã tu rồi. Không phải chỉ tu bình thường mà từng giờ từng phút y đều tu, và chỉ thiếu một chút nữa là khai ngộ. Do đó trong kiếp này gặp được hoàn cảnh y liền khai ngộ. Đốn ngộ tuy là tức khắc khai ngộ, song cần phải dung bồi thiền căn từ kiếp trước, giống như làm ruộng vậy. Mùa xuân gieo giống, mùa hạ cày cấy thì mùa thu mới thu hoạch. Nếu mùa xuân không gieo hạt thì mùa thu làm sao có thu hoạch? Có câu một phần canh tác thì một phần thu hoạch. Người tu đạo chúng ta cũng phải như thế. Bất luận là khai ngộ hay chẳng khai ngộ đều phải dũng mãnh tinh tấn, nỗ lực tiến tới. Hy vọng trong một phút giây tối hậu, chúng ta sẽ đạt kết quả, nhận ra bản lai diện mục của mình. Vì sao chúng ta không nhận ra được bản lai diện mục của mình? Bởi vì tướng ngã, cái tôi chưa trừ, lòng ích kỷ chưa dứt.
Nếu không còn tướng ngã và lòng ích kỷ thì có thể nhận ra bản lai diện mục ngay. Nếu quý vị không muốn nhận ra bản lai diện mục thì không thành vấn đề, tu cũng được, không tu cũng xong, bởi vì quý vị chẳng có hy vọng gì cả. Song người tu đạo nhất định cần phải có hy vọng. Đó là hy vọng hiểu rõ mình từ đâu tới, rồi đi về đâu. Muốn biết được mình từ đâu sinh ra và chết rồi thì đi về đâu. Nếu muốn biết bản lai diện mục của mình ra sao thì quý vị phải không sợ khổ, sợ khó, sợ gian nan. Như thế thì mới có thể phản bổn hoàn nguyên, đắc được thân kim cang bất hoại. Chúng ta làm gì trong thiền đường? Chính là rèn luyện thân kim cang bất hoại. Một khi đã là thân kim cang bất hoại, thân ta ắt hẳn chẳng còn biết khổ sở, chẳng còn biết đau đớn. Do đó, nếu chúng ta cứ sợ khổ, sợ đau thì không làm sao thành tựu được thân kim cang bất hoại. Thân bất hoại này là do rèn luyện mà thành, và công việc chúng ta đang làm đây chính là rèn luyện thân kim cang bất hoại, rèn luyện thân này cho được kiên cố, vĩnh viễn không hư hoại. Nghe vậy, có vị nghĩ rằng: tôi tu hành không phải vì cái túi da thối này, rèn luyện nó thành bất hoại để làm gì chứ? Không sai, lý luận của quý vị đúng lắm. Song thân kim cang bất hoại mà tôi nói đây không phải là túi da thối này. Vậy thì là gì? Là thân kim cang bất hoại của tự tánh, cũng là pháp thân và huệ mạng, mà cũng chính là thân kim cang bất hoại của tự tánh nguyên thủy thanh tịnh. Quý vị nên nhớ, tu đạo không phải là chuyện dễ. Hễ quý vị muốn tu đạo thì có ma tứ phá. Ma này không phải chỉ từ một nơi, mà từ bốn phương tám hướng kéo tới. Có thứ là ma bệnh, có thứ là ma phiền não, lại có thiên ma, nhân ma, quỷ ma và cả yêu ma nữa. Chúng ma kéo tới từ chỗ quý vị chẳng ngờ chẳng biết, làm cho đạo tâm của quý vị lung lay, khiến quý vị thối lui trên đường tu tập. Chúng dùng đủ cách để dụ dỗ, uy hiếp, đe dọa, khiến quý vị phải thối chuyển, mất định lực rồi bỏ tu luôn. Quý vị ngồi thiền tới một trình độ kha khá thì sẽ có ma tới thử thách xem đạo lực của quý vị ra sao. Có khi chúng quá hiện làm kẻ nam hay người nữ với dáng mạo đẹp đẽ để dụ dỗ. Nếu không động tâm thì quý vị vượt qua được thử thách. Nếu động tâm thì quý vị sẽ đọa lạc. Đây là điều vô cùng quan trọng, quý vị hãy nhớ cho kỹ. Hễ sẩy chân lỡ bước là ôm hận ngàn đời. Khi cảnh giới hiện ra để thử thách kẻ tu hành thì chúng ta cần phải xét xem cảnh giới ấy là giả hay thật. Dùng phương cách gì? Rất đơn giản, niệm A-di-đà Phật chuyên nhất không loạn, chẳng khởi vọng tưởng. Nếu cảnh giới ấy là giả thì nó sẽ từ từ biến mất. Nếu là cảnh giới thật thì càng niệm, cảnh ấy càng hiện ra rõ ràng. Ai ngồi thiền không hiểu phương pháp này sẽ bị tẩu hỏa nhập ma và đạo nghiệp sẽ tiêu tan. Lại có kẻ tự cho rằng mình đã nhập ma cảnh, do đó sẽ bỏ lỡ cơ hội khai ngộ. Lúc còn trẻ, tôi có nghe nói rằng tu đạo thì có ma. Tôi không tin, lại còn kiêu ngạo nói: ma gì tôi cũng không sợ, tôi chẳng sợ bất kỳ thứ yêu ma quỷ quái nào. Tôi cho rằng nói như thế cũng không sao, chẳng có gì đáng e ngại. Nào ngờ chẳng bao lâu, quả có ma lại phá tôi. Ma gì? Ma bệnh. Lần ấy tôi bệnh nặng, hôn mê suốt 7-8 ngày, chẳng hay biết gì cả. Bây giờ mới biết là công phu tu hành chưa đủ nên không vượt qua được thử thách. Yêu ma quỷ quái, thiên ma ngoại đạo tôi đều không sợ, chỉ sợ ma bệnh không hàng phục được nó, mà cũng không chịu đựng nổi nó. Do đó, người tu đạo chớ có khoe khoang, tự đắc, nói rằng mình chẳng sợ gì cả. Nếu quý vị tự mãn tự đắc thì rắc rối sẽ kéo tới ngay. Người tu đạo cần phải thế nào? Cần phải khiêm nhường, cẩn thận, giống như đang đi trên bờ vực sâu hay bước trên mặt băng mỏng vậy. Lúc nào cũng phải hết sức thận trọng, đề cao cảnh giác thì mới tu đạo được. Nói tóm lại, hãy nói ít, ngồi thiền nhiều, đó là căn bản của việc tu hành. Người tu hành thành tựu được đạo nghiệp là nhờ ai trợ giúp? Chính là ma đấy. Cũng như muốn cho lưỡi dao được bén thì phải mài. Người tu hành phát huy được ánh sáng trí huệ cũng là nhờ ma lại giúp. Do đó, quý vị hãy xem ma như là hộ pháp vậy. Cho nên có câu: kiến sự tỉnh sự xuất thế gian, kiến sự mê sự đọa trầm luân. Thấy việc hiểu rõ xuất thế gian,
thấy việc si mê chịu đọa lạc. Nếu quý vị có khả năng giác ngộ, gặp cảnh liền hiểu thấu suốt, thì quý vị sẽ siêu xuất thế giới. Nếu quý vị không thể giác ngộ, gặp chuyện gì thì mới mờ chuyện ấy, ắt sẽ đọa địa ngục. Cho nên người tu đạo không sợ gặp ma, chỉ sợ chẳng có định lực. Ma tới là giúp quý vị, thử thách quý vị, xem quý vị có công phu, có định lực hay không. Nếu quý vị có công phu, có định lực, thì bất luận là thứ ma gì đi nữa, chúng cũng không làm quý vị dao động tinh thần được. Người tu hành lúc nào cũng phải treo mấy chữ vấn đề sống chết ngang mày, lúc nào cũng nghĩ cách để liễu sinh thoát tử. Quý vị nên biết rằng không có việc gì trọng yếu hơn sinh tử sự đại cả. Nếu chuyện sinh tử chưa giải quyết, quý vị sẽ không biết vì sao mình sinh ra và chết rồi thì đi về đâu. Do đó, chưa chân chính thông suốt vấn đề sống chết thì cần phải nỗ lực dụng công, bằng không thì sẽ vĩnh viễn bị dòng sinh tử luân hồi ràng buộc, không sao giải thoát được. Trên đường đạo, quý vị hãy nghĩ tới vấn đề sống chết này, xem chúng ma như là kẻ hộ pháp giúp mình tu hành. Ai chửi quý vị, đánh quý vị chính là giúp đỡ quý vị tu hành. Ai nói thị phi về quý vị, gây khó khăn cho quý vị, cũng chính là để giúp quý vị tu hành. Nói tóm lại, khi nghịch cảnh kéo tới, quý vị cứ thuận theo nó mà nhẫn chịu. Hãy coi chúng như là những bạn bè tới để trợ giúp cho quý vị, thì phiền não sẽ hết. Hễ hết phiền não thì trí huệ phát sinh. Có trí huệ chân chính thì tất cả ma quái không còn cách gì làm cho tâm quý vị dao động nữa. Vì sao chúng ta bị cảnh giới của yêu ma làm cho dao động? Bởi vì trí huệ của chúng ta chưa viên mãn. Vì trí huệ không viên mãn nên gặp việc gì cũng sinh mê muội, không nhận thức được rõ ràng ngã tướng, nhân tướng. Chúng sanh tướng, thọ giả tướng đều nảy sinh và phiền não cũng theo đó mà trỗi dậy. Nếu quả có trí huệ thì không có những vấn đề ấy đâu. Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma tới Trung Quốc. Vào tháng 9 năm Phổ Thông thứ nhất, năm 520 sau Công Nguyên, thời Lương Võ Đế, Đức Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma từ Ấn Độ đáp thuyền sang Trung Quốc, thuyền cập bến ở Quảng Châu. Ngài lên bờ tới Kim Lăng, Nam Kinh, cùng vua Lương Võ Đế đàm luận. Bởi vì vua không khế cơ, nên Ngài rời Kim Lăng đi lên phía Bắc về hướng Lạc Dương. Khi Ngài đi qua tới chỗ Pháp Sư Thần Quang giảng kinh, thì thuận đường mới vào nghe. Khi Ngài phát hiện Pháp Sư Thần Quang có biện tài vô ngại, đến nỗi trời mưa qua xuống, đất rồi bông sen lên, thì Ngài biết Thần Quang là một bậc pháp khí. Bấy giờ Ngài Thần Quang thấy một vị sư Ấn Độ đến nghe kinh thì chẳng kềm được lòng ngã mạn, nên giảng kinh xong, Ngài nháy Đức Bồ Đề Đạt Ma một cái. Tổ sư hỏi Ngài: "Thưa Thầy, Thầy đang làm gì ở đây?" Ngài Thần Quang đáp: "Tôi giảng kinh." Tổ sư hỏi: "Thầy giảng kinh gì?" Ngài Thần Quang khó chịu dặn lại: "Thầy từ đâu lại?" Tổ sư trả lời: "Tôi từ Ấn Độ tới." Ngài Thần Quang liền hỏi: "Thế ở Ấn Độ chẳng có giảng kinh sao?" Tổ sư trả lời: "Đương nhiên là có giảng kinh, nhưng giảng toàn là vô tự chân kinh, kinh không có chữ." Ngài Thần Quang lại hỏi: "Thế nào là vô tự chân kinh?" Tổ sư đáp: "Vô tự chân kinh là kinh chỉ có giấy trắng, kinh mà thầy giảng thì chữ đen giấy trắng, vậy thầy giảng để làm gì?" Ngài Thần Quang nghe vậy thì có ý bực bội, bèn nói: "Ta giảng kinh để dạy người ta liễu thoát sinh tử." Tổ sư hỏi: "Thầy dựa vào đâu mà dạy kẻ khác liễu thoát sinh tử? Bản thân thầy còn chưa liễu thoát được sinh tử kia mà." Ngài Thần Quang nghĩ thầm: "Tên hòa thượng mặt đen này chắc là hóa thân của Ba Dương tới đây để quỷ bán tam bảo. Mình phải thử coi pháp lực của y ra sao mới được." Bấy giờ Ngài Thần Quang lấy sâu tràng hạt, chuỗi hạt làm bằng sắt, là vũ khí hàng ma, đánh mạnh vào mặt tổ sư. Đức tổ sư không kịp phòng bị, chẳng may bị đánh trúng, gãy hai cái răng cửa. Đức tổ sư đã đắc quả thánh, nghĩ thầm: "Răng của bậc thánh mà rớt xuống đất ở nơi nào thì nơi ấy sẽ bị hạn hán 3 năm. Vì lòng từ bi thương xót chúng sinh nên Ngài liền nuốt chửng hai cái răng ấy vào bụng. Thế nên mới có câu: "Đã lạc môn nha hòa quyết thôn, nuốt chửng răng gãy lẫn máu me." Tổ sư chẳng nói một lời, quay lưng đi ra khỏi chùa, rồi bước lên một cành lan để vượt qua sông Trường Giang, đến chùa Thiếu Lâm ở núi Tung Sơn, tỉnh Hà Nam. Tại đó, Ngài ngồi quay mặt vào vách tường suốt 9 năm quán sát thiền cơ.
Về phần ngài Thần Quang thì ngài rất đắc ý, cho rằng mình đã thắng cuộc, không hề biết rằng Đức Tổ Sư làm thế là vì tu hành nhẫn nhục Ba La Mật. Sau khi Tổ Sư đặt ma đi khỏi chùa, không lâu thì quỷ vô thường tới và hỏi ngài Thần Quang: "Thầy là Thần Quang phải không?" Ngài Thần Quang đáp: "Ta là Thần Quang, có chuyện gì không?" Quỷ vô thường nói: "Tôi dâng lệnh vua Diêm La mời thầy đến uống trà, đồng thời hỏi xem ngài đã giảng được bao nhiêu bộ kinh, tụng được bao nhiêu bộ, còn bao nhiêu bộ chưa tụng và bao nhiêu bộ chưa giảng." Ngài Thần Quang nghe xong thì giật mình, hồn bay lên 9 tầng mây. Ngài biết là mình sắp chết nên khẩn khoản hỏi rằng: "Có ai dứt được sanh tử, tránh khỏi sự phán xét của Diêm Vương chăng?" Quỷ vô thường đáp: "Thì chính là vị hòa thượng da đen râu rậm bị thầy đánh gãy 2 cái răng cửa đó." Ngài Thần Quang nghe vậy thì rất hối hận vì đã không dằn được sự nóng giận và đã xua đuổi một thánh nhân. Do đó, ngài xin với quỷ vô thường: "Tôi có thể đi tìm vị hòa thượng đó để học pháp liễu sinh thoát tử chăng?" Quỷ vô thường đồng ý: "Được, nhưng thầy phải đi nhanh rồi trở về ngay, bằng không tôi không chịu trách nhiệm đâu." Ngài Thần Quang liền lên đường, ngày đêm không ngừng nghỉ để đuổi theo Đức Tổ Sư Đạt Ma. Khi tới núi Tu Sơn, ngài thấy Tổ Sư đang với mặt vào vách ngồi thiền thì mừng quá, liền đến trước mặt Tổ Sư cung kính đảnh lễ và sám hối: "Xin thầy từ bi tha thứ cho đệ tử thô lỗ này, không biết thầy là bậc thánh nhân nên đã phạm thường. Xin thầy dạy cho con pháp tu liễu thoát sinh tử." Đức Đạt Ma ngoái đầu nhìn lại rồi chẳng nói năng gì, cứ tiếp tục ngồi thiền. Ngài Thần Quang liền quỳ xuống và quỳ trong 9 năm liên tiếp. Chúng ta ngồi thiền, ngồi chưa đến 2 tiếng đồng hồ là đã đau lưng, đau gối, chịu không nổi, hoặc cứ dẫn dơ nghĩ chuyện ăn cơm uống nước ngọt. Nói tóm lại là không sao khống chế nổi cái tâm khỉ ý ngựa, lúc nào cũng muốn chạy trong. Ngài Thần Quang với tinh thần cầu pháp quên mình đã quỳ liên tục trong 9 năm. Trong chúng ta đây, có ai có thể quỳ được 9 giờ không? E rằng chẳng có một ai. Một hôm tuyết rơi tầm tã, ngập hơn 2 thước, song ngài Thần Quang vẫn quỳ bên cạnh Tổ Sư. Bây giờ Tổ Sư mới ngẩng đầu lên, cảm động vì thành tâm cầu pháp của ngài Thần Quang, nên cất tiếng hỏi: "Thầy quỳ ở đây để làm gì?" Ngài Thần Quang đáp: "Xin thầy từ bi truyền pháp cho con để thoát khỏi tay Diêm Vương." Đức Tổ Sư nói: "Cầu pháp nào phải là chuyện dễ dàng như vậy. Hãy chờ đến khi trời rơi tuyết đỏ thì ta sẽ truyền pháp cho ngươi." Ngài Thần Quang thầm nghĩ: xưa kia lúc Đức Thích Ca tu Bồ Tát hành, chỉ vì cầu nửa câu kệ mà dám xả cả thân mạng. Nghĩ đến đó thì tâm cơ của ngài xoay chuyển. Trông thấy một cây giới đao treo trên tường, ngài liền lấy xuống rồi chặt đứt cánh tay trái của mình. Máu phun ra như suối, làm cho tuyết trắng quá thành đỏ. Ngài hốt một bụm tuyết đỏ ấy dâng lên trước mặt Tổ Sư Đạt Ma để thỉnh cầu truyền pháp. Tổ Sư nói: "Ngươi vì pháp mà chặt tay, thật là chân thành cầu pháp." Rồi truyền cho ngài Thần Quang pháp bất lập văn tự, giáo nghĩa biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Đức Tổ Sư lại đặt tên cho ngài Thần Quang là Huệ Khả. Ngài Huệ Khả thưa: "Tâm con không an, xin thầy an tâm cho con." Đức Tổ Sư bảo: "Đem tâm lại đây, ta sẽ an cho." Ngài Huệ Khả suy nghĩ một hồi lâu rồi thưa: "Con đã tìm tâm con, song chẳng thấy được nó ở đâu cả." Tổ Sư liền nói: "Ta đã an tâm cho ngươi rồi đó." Ngài Huệ Khả quát nhiên đại ngộ và trở thành vị tổ thứ 2 của Thiền Tông Trung Hoa. Sau đó, ngài truyền y bát và tâm pháp lại cho ngài Tăng Sáng làm tổ thứ 3. Ngài Tăng Sáng truyền cho ngài Đạo Tính là tổ thứ 4. Ngài Đạo Tính truyền cho ngài Hoàng Nhẫn là tổ thứ 5. Ngài Hoàng Nhẫn truyền cho ngài Huệ Năng là tổ thứ 6. Đến đây, Thiền Tông phân làm 2 phái. Ngài Thần Tú đại diện cho Bắc phái, chủ trương quét sạch bụi trần, quan sát thanh tịnh và trở thành phái tiệm ngộ. Ngài có kể rằng: "Thân thị Bồ Đề Thọ, tâm như minh kính đài, thời thời thường phất thức, vật sử nhà trần ai." Nghĩa là thân là cái bồ đề, tâm như đại gương sáng, lúc nào cũng quét sạch, chớ để dính bụi trần. Ngài Huệ Đăng đại diện cho Nam phái, chủ trương lập tức khai ngộ và trở thành phái đốn ngộ. Ngài có kể rằng: "Bồ đề bổn vô thọ, minh kính diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhà trần ai." Nghĩa là bồ đề không phải cây, gương sáng cũng không đài, xưa nay chẳng có vật, bụi trần bám vào đâu.
Về sau năm phái lại phân làm năm tông là Quy Ngưỡng, Lâm Tế, Tào Đồng, Vân Môn và Pháp Nhãn, căn cứ vào bài kệ của Tổ Đạt Ma: Ngã Bổn Lai Tư Độ, truyền pháp cứu mê tịnh, nhất qua khai ngũ diệp, kết quả tự nhiên thành. Nghĩa là ta vốn đến đất này, truyền pháp cứu người mê, một qua nở năm cánh, kết quả tự nhiên thành. Thì quả nhiên đến đời Lục Tổ, Tiền Tông phân ra làm năm tông. Pháp do đó được truyền thừa từ đời này qua đời khác ở Trung Hoa. Bây giờ pháp đã được truyền tới nước Mỹ. Song không ai cần phải quỳ để cầu pháp, chỉ cần quý vị thành tâm tu hành thì có thể đắc được pháp. Thiền Thất, tháng 12 năm 1980. Bí quyết khống chế vọng tưởng. Vạn Phật Thánh Thành mỗi năm đều có tổ chức vài thiền thất, mỗi thất là 7 ngày. Trước lễ vía A Di Đà thì có một Phật thất 7 ngày, rồi sau đó là liên tiếp 3 thiền thất 21 ngày. Hàng năm những người đến dự thiền thất đều tham gia từ đầu đến cuối, khiến công đức được viên mãn. Năm nay, hy vọng quý vị đến tham gia cũng giữ sự chung thủy, chẳng thối lui nữa chừng. Bỏ thiền đường đi mất, bằng không thì công phu sẽ phải bỏ dở, lãng phí thời giờ, chẳng có sở đắc. Tư thế lúc ngồi cần phải ngay ngắn, thẳng lưng. Đầu phải thẳng, không cúi xuống, không ngửa lui, không nghiêng trái, không quẹo phải. Sau đó, bắt tréo hai chân theo thế kiết già, lấy chân trái bỏ lên đùi phải. Kế đó, lấy chân phải bỏ lên đùi trái. Đó là tiêu chuẩn. Bởi vì tư thế kiết già phu tọa khiến chúng ta dễ nhập định, cho nên còn gọi là thế hàng ma tọa, thế kim cang tọa hay thế liên hoa tọa. Tư thế này có thể giúp tiêu trừ nghiệp chướng trong vô lượng kiếp, khiến liễu sanh thoát tử, tạo được vô lượng công đức. Lúc bắt đầu ngồi thiền, quý vị cần phải luyện tập tư thế căn bản này. Kế đến, quý vị hãy điều chỉnh thân thể, mắt nhìn xuống chóp mũi, từ mũi nhìn xuống miệng, từ miệng nhìn xuống tâm. Đó là bí quyết để khống chế vọng tưởng. Sau đó mới điều hòa hơi thở, đừng mau, đừng chậm, hãy thở một cách tự nhiên. Lúc này quý vị mới tham cứu câu: ai là kẻ niệm Phật? Trải qua một thời gian lâu dài, việc tham thiền sẽ có tác dụng. Việc dùng công tham thiền cũng giống như gà mẹ ấp trứng vậy. Gà mẹ lúc nào cũng nghĩ đến gà con, cứ chuyên tâm hết lòng ấp trứng. Chẳng phải ấp được 5 phút là chạy đi, rồi một lúc sau lại trở về ấp tiếp. Ấp chưa tới 5 phút lại chạy mất. Bởi làm như vậy thì vĩnh viễn không bao giờ trứng nở ra gà con đặng. Tham thiền cũng thế, lúc nào cũng phải dụng công miên mật. Đừng sợ đau lưng, đừng sợ nhức chân, đừng sợ khổ cực, đừng sợ gian nan. Hãy một lòng một dạ tham thiền. Tham cái gì? Tham câu niệm Phật là ai. Tham cho tới khi sông cạn, núi cùng, nước dừng, đá hiện, thì lúc đó mới khai ngộ được. Tham thiền lại cũng giống như rồng ấp ủ hạt châu. Rồng lúc nào cũng ôm giữ bảo châu, chẳng hề lơ là hoặc không cẩn thận chú ý. Vì vậy, hạt châu ngày một sáng, còn rồng thì ngày đêm canh giữ hạt châu. Người tham thiền cũng phải như thế. Trong mỗi phút mỗi giây đều không khởi tạp niệm,
Cổ nhân nói: nhất niệm bất sanh, toàn thể hiện. Nghĩa là khi một niệm không sanh khởi thì chân tâm Phật tánh hiện bày. Cũng có thể nói rằng vọng niệm bất sanh, toàn thể hiện. Hễ vọng niệm không sanh khởi thì lúc ấy toàn thể sẽ hiện rõ. Khi ngừng bặt vọng tưởng, quý vị sẽ có cơ hội thành tựu. Người tham thiền không nên nghĩ đến việc thành Phật, đừng để tâm tới chuyện khai ngộ, cũng chớ nghĩ tới chuyện đắc trí huệ. Cứ nỗ lực dụng công, cần cù chăm chỉ tu hành. Khi thời gian chín mùi thì sẽ khai ngộ. Ở trong thiền đường, quý vị cứ ngồi thiền, xong lại đi kinh hành, rồi ngồi tiếp, xong lại đi kinh hành, rồi ngồi tiếp, xong lại đi tiếp. Cứ như vậy, tu một thời gian lâu dài thì quý vị sẽ có cơ hội thành tựu. Bởi vì cửu tọa hữu thiền, ngồi lâu thì sẽ có thiền. Tham thiền lại cũng giống như mèo rình chuột. Mèo phải định thần chú ý rình tại ổ chuột, chờ chuột chui ra là chụp ngay. Mèo không thể giải đãi, hễ tâm tán loạn thì không còn chú ý đặng. Người tham thiền cũng thế, lúc nào cũng phải giữ chặt chánh niệm, không được sanh vọng niệm. Đó là kiến thức vào đạo sơ cấp nhất của việc tham thiền. Người tu đạo chớ xuống Nam Sơn, cũng chớ lên Bắc Hải mà tìm đạo. Đạo vốn ở ngay thân ta. Nếu quý vị có thể ngồi kiết già phu tòa, chuyên tâm chú ý tham thiền, thì đó là đạo. Không nên có tâm thích chuyện cao siêu dịu dợi, hướng tâm ra ngoài tìm đạo. Vì như thế thì vĩnh viễn không tìm ra được đâu. Nếu quý vị bỏ cái gần kề để chạy đi tìm cái xa xôi, thì tới đâu quý vị cũng gặp toàn chuyện khó khăn, phiền toái. Đó là tự mình chuốc lấy rắc rối, tự mình rước khổ vào thân. Thiền thất, tháng 12 năm 1980. Tham thoại đầu. Tham thoại đầu tức là nghiên cứu câu: ai là người niệm Phật? Người niệm Phật là ai? Có câu: đại nghi đại ngộ, tiểu nghi tiểu ngộ, bất nghi bất ngộ. Tức là nghi lớn ngộ lớn, nghi nhỏ ngộ nhỏ, không nghi không ngộ. Khi tham thấu triệt câu thoại đầu ai là người niệm Phật rồi, thì sự tham thiền ấy chính là thanh kim cang dương bảo kiếm, chặt đứt hết mọi dục niệm, chỉ còn một niệm tham cứu câu thoại đầu mà thôi. Lúc mọi ý niệm đều ngừng bặt, bấy giờ đạo tâm sẽ bừng dậy. Trước khi đã thiền thất, thường có đã Phật thất. Phật thất xong mới đã thiền thất thì hiệu quả mới tốt đẹp. Trước niệm Phật, sau mới tham cứu thoại đầu, ai là người niệm Phật? Tham có nghĩa là tìm, tìm xem ai là người niệm Phật. Là quỷ ư? Vậy thì thuộc loại quỷ nào? Là người ư? Người nào vậy? Là mình ư? Mình chết rồi thì còn niệm được chăng? Bỏ vô quan tài rồi thì chẳng ai còn niệm Phật nữa cả. Hãy tìm xem, rốt ráo thì ai niệm Phật và niệm ai chứ? Hãy tìm xem, người niệm Phật là ai, ai đang niệm Phật? Quý vị tìm không ra ư? Dù quý vị vĩnh viễn tìm kiếm cũng không tìm ra được. Nếu quý vị tìm ra được chữ ai này thì vọng tưởng gì cũng hết sạch. Vì sao quý vị vẫn còn vọng tưởng? Vì quý vị vẫn chưa tìm ra được cái ai. Tìm cái ai này có thể mất đến cả đại kiếp. Khi quý vị thấy những người tu hành lão luyện
ngồi thiền, chẳng động đậy. Chính là họ đang tìm cái ai này vậy. Bởi vì chuyên tâm tham cứu cái ai này, nên mọi vọng tưởng đều ngưng bặt, thoát nhiên khai ngộ. Lúc ấy, trong bóng tối âm u, bỗng xuất hiện ánh hào quang sáng chói. Chuyện gì quý vị cũng thấy rõ cả, rằng mê thời thiên quyển thiểu, ngộ thời nhất tự đa. Tức là lúc mê ngàn sách còn ít, ngộ rồi một chữ cũng dư. Đó là đạo lý của việc tham cứu câu ai là người niệm Phật. Do đó, hễ người nào không khởi vọng tưởng thì người ấy có công phu. Người luôn khởi vọng tưởng thì bất cứ công phu gì cũng không thành cả. Đó là điểm cốt tủy của việc tham thiền. Công phu tham thiền cốt ở sự chuyên nhất tham cứu. Đi cũng tham, ngồi cũng tham, đứng cũng tham, nằm cũng tham. Nói tóm lại, lúc nào cũng phải tham thiền, chớ bỏ qua cơ hội tham thiền. Vì thế, lúc đã thiền thất, chúng ta không lạy Phật, không tụng kinh, không lên chánh điện, không cúng quá đường. Hễ tới giờ thì ăn, ăn xong lập tức tới thiền đường tiếp tục tham thiền. Lúc cần đi vệ sinh thì đi, xong rồi phải tức khắc trở lại thiền đường để tiếp tục tham thiền. Đừng lãng phí một phút một giây, bởi vì biết đâu chính trong một phút một giây ấy quý vị có thể khai ngộ thì sao? Do đó hãy tranh thủ từng giây từng phút một. Có câu đừng rời cái này, không rời cái gì? Tức là không rời câu thoại đầu ai là người niệm Phật. Không rời xa câu này, nên đó chính là thanh gươm trí huệ cắt đứt thức tình lục dục. Một khi thói hư tật xấu trừ sạch thì bổn tánh sẽ hiện tiền. Khi bổn tánh hiện tiền thì đạo quả giác ngộ sẽ thành tựu. Trong thời gian tham thiền, quý vị phải đối diện với thực tế, khắc phục mọi hoàn cảnh, giữ chặt tông chỉ. Phải nhớ rằng khổ đau là khởi đầu của an lạc. Tôi thường nói với quý vị là chịu khổ thì hết khổ, hưởng phước thì mất phước. Cổ nhân có dạy, họa là chỗ phước dựa vào, phước là nơi họa cậy nương. Theo sau chuyện hung xấu, thường có điềm lành tới. Bên cạnh chuyện yên ổn, có thể sẽ có chuyện không may. Pháp thế gian thì luôn ở thế đối đãi như vậy. Từ bao kiếp lâu xa đến nay, không biết chúng ta đã tạo bao nhiêu ác nghiệp. Thế nên, giờ đây chúng ta phải chịu quả báo. Nếu quý vị biết nỗ lực dụng công, dũng mãnh tinh tấn, trả sạch hết nghiệp thì sẽ thành tựu đạo quả. Quý vị hãy chú ý, bất luận là cảnh giới thuận theo lòng mình hay cảnh giới nghịch với ý mình, thì quý vị cũng hãy nhẫn chịu. Nhẫn chịu không nổi cũng phải ráng nhẫn chịu. Tu đạo chính là tu nhẫn nhịn. Có câu nhẫn là bảo bối vô giá. Nếu quý vị có thể nhẫn nhịn, chịu đựng mọi chuyện, thì sẽ có được sự an lạc chân chánh. Cũng như người luyện võ mà chưa đủ kinh nghiệm, lúc phải vật lộn thì quên bẵng tất cả chiêu số. Đến khi đánh đấm xong, mới nhớ ra các thế võ để đánh thì đã quá muộn. Tham thiền cũng vậy. Khi cảnh giới đến thì quý vị phải nhẫn chịu, phải chịu thiệt thòi, phải cắn răng chịu đựng. Khi vượt qua khó khăn rồi, quý vị mới đạt được sự tự tại. Khi tham thiền, quý vị phải sáng tham như vậy, chiều cũng tham như vậy. Sáng tu thiền, chiều cũng tu thiền. Tu lâu ngày thì sẽ thành tựu. Nhẫn nại được,
tức là dù đau lưng cũng chẳng màng, đau gối cũng mặc kệ. Cứ nhất tâm nhất niệm tham câu, ai là người niệm Phật? Nếu lúc nào cũng được như vậy thì quý vị sẽ chẳng khởi vọng tưởng, có thể nhiếp thọ thâu phục thân tâm, khiến tâm trí thanh tịnh tới mức một vọng niệm cũng không dấy khởi. Quý vị hãy giữ cho tâm đừng rời câu thoại đầu ai là người niệm Phật, lúc nào cũng đề khởi, lúc nào cũng chẳng quên. Đó chính là mục tiêu của sự dụng công. Việc tham thoại đầu thì chỉ có một vọng tưởng, còn tạp niệm thì có vô số vọng tưởng. Do đó chúng ta dùng phương pháp dĩ độc công độc, lấy một vọng tưởng tham cứu thoại đầu để khống chế tất cả các vọng tưởng khác. Dần dần từng vọng tưởng một sẽ bị tiêu diệt, không còn tái khởi. Lúc ấy bất luận là cảnh giới gì đến, quý vị cũng không còn bị mê hoặc. Quý vị biết biện biệt rõ ràng thì không thể nào bị tẩu hỏa nhập ma. Người xưa nói: Ninh khả thiên sanh bất ngộ, bất khả nhất nhật trước ma. Tức là thà rằng ngàn đời không ngộ, chẳng để một ngày vướng ma. Khi tu thiền định, quý vị cần phải cẩn thận dè dặt, chớ có cực đoan. Phải chánh đại quang minh, đừng để bọn ma quỷ có cơ hội hại quý vị. Khi quý vị có tạp niệm, tức là quý vị mở cửa cho ma quỷ lọt vào. Do đó, tham thoại đầu chính là pháp bảo đuổi ma. Thiền thất, tháng 12 năm 1980. Cảnh giới thiền. Ngồi thiền, ngồi tới lúc trong không có thân tâm, ngoài không có thế giới, xa gần đều trống rỗng, thì mới đạt đến chỗ không có ngã tướng. Không có nhân tướng, không có chúng sinh tướng, không có thọ giả tướng. Cũng là lúc tâm quá khứ không có, tâm hiện tại không có, tâm vị lai cũng không có. Đạt tới cảnh giới này chưa phải là đắc được công phu thật sự, cũng chẳng có gì đặc biệt đâu. Dù quý vị ngồi được 1 giờ hay ngồi được 10 giờ, nhẫn đến ngồi suốt 1 tháng, 10 tháng, đó chẳng qua là công phu của quý vị có được chút ít tương ưng, chỉ mới được chút ít cảnh giới khinh an mà thôi. Trải qua cảnh giới nhẹ nhàng khinh an, cứ tiếp tục tham thiền thì quý vị sẽ nhập cảnh giới sơ thiền. Sơ thiền thiên gọi là ly sanh hỷ lạc địa, tức là cảnh giới xa rời những lạc thú của chúng sanh. Tại cảnh giới ly sanh hỷ lạc địa, quý vị rất mau nhập định. Trong lúc nhập định, hơi thở sẽ ngừng hẳn, không ra không vào, không đi không đến. Giống như con rùa tới mùa đông thì rụt đầu vào mai, đình chỉ sự hô hấp bên ngoài, song sự hô hấp ở bên trong vẫn tiếp tục. Đó là hiện tượng đông miên. Người tham thiền khi nhập định thì ngừng thở, nhưng khi xuất định thì vẫn hít thở như thường. Quý vị hãy chú ý, tới cảnh giới này quý vị chớ khởi vọng niệm: à, ngừng thở rồi. Khi vọng niệm ấy nảy sinh thì hô hấp sẽ tiếp nối ngay. Do đó không thể thiếu cảnh giác, bằng không quý vị sẽ lỡ mất cơ hội và phải làm lại từ đầu. Từ sơ thiền, nếu quý vị tinh tấn tu tập thì sẽ nhập nhị thiền. Nhị thiền thiên gọi là định sanh hỷ lạc địa, tức là trong cảnh giới định, niềm hỷ lạc sanh khởi, nên có câu: thiền duyệt di thực, pháp hỷ sung mãn. Tức là thiền dị là thức ăn, sung mãn niềm vui pháp. Nhập cảnh giới này chẳng những ngừng thở mà tim cũng
cũng ngừng đập. Mạch tim chỉ ngừng chứ không phải dứt hẳn, nên khi xuất định sẽ trở lại bình thường. Từ nhị thiền, nếu quý vị tiến tu thì nhập tam thiền. Tam thiền thiên gọi là ly hỷ diệu lạc địa, nghĩa là xa rời mọi sự quan lạc thô thiển, chỉ còn niềm vui di tế vô cùng di diệu. Nhập cảnh giới ly hỷ diệu lạc địa thì không những hơi thở ngừng, tim hết đập, mà ý niệm cũng dứt hẳn, hệt như một người chết dậy. Lúc ý niệm dứt thì mọi vọng tưởng mông lung cũng dứt. Khi hơi thở ngừng lại, máu huyết hết dưỡng khí, nên sự tuần hoàn cũng đình chỉ, do đó tim cũng không đập, không còn có mạch nữa. Lúc ấy tạp niệm chẳng còn. Giả sử hơi thở là gió, mạch là sóng, mà ý niệm là nước. Nếu gió im thì sóng lặng, nước tự nhiên yên tĩnh. Đó chính là đạo lý gió ngừng sóng lặng vậy. Đây là tác dụng tạm thời lúc nhập định, chứ không phải là dứt hẳn như khi chết. Lúc nào muốn phục hồi hơi thở hay mạch đập thì chúng lại hoạt động bình thường. Từ tam thiền mà tinh tấn tu thiền định thì nhập cảnh giới tứ thiền. Tứ thiền thiên gọi là xả niệm thanh tịnh địa, nghĩa là xả bỏ niềm vui di diệu của tam thiền, tâm niệm thanh tịnh. Hơi thở ngừng, quyết mạch ngừng, ý niệm ngừng, song cảnh giới ấy cũng phải xả bỏ luôn, thì lúc đó bản tánh chân như thanh tịnh mới hiện tiền. Cảnh giới này quý vị chớ nghĩ lầm là xuất sắc hay đặc biệt, bất quá chỉ là ở cõi tứ thiền mà thôi, chưa phải là cảnh giới chứng đắc đạo quả. Đây vẫn còn là địa vị phàm phu, bởi vì dục vọng chưa đoạn tuyệt. Từ cảnh giới này, nếu quý vị tu phép tà định của ngoài đạo thì sẽ nhập vô tưởng thiên, thọ hưởng cảnh giới vô cùng an lạc. Nhưng nếu quý vị tu phép chánh định thì sẽ nhập ngũ bất hoàn thiên, tức là cảnh giới của bậc chứng quả. Nếu chứng được sơ quả A-la-hán, tức là quả vị Tu Đà Hoàn, thì không những khi nhập định không còn vọng niệm, mà khi đi đứng nằm ngồi đều chẳng có vọng tưởng, chẳng có chấp trước. Đạt được sơ quả thì chỉ mới đoạn được 88 phạm kiến hoặc sự mê mờ do cái thấy trong tam giới mà thôi. Hãy còn 7 dòng sinh tử nữa, chứ chẳng phải chứng sơ quả là nhập niết bàn được đâu. Lúc chứng được sơ quả, bất luận là gặp cảnh giới gì cũng không bị dao động, đối cảnh vô tâm, gặp cảnh không khởi tâm tưởng. Duy chỉ có đạo tâm duy nhất tu thiền, giả như cảnh giới bên ngoài có trang nghiêm đẹp đẽ ra sao, như là gái đẹp trai bảnh, cũng không thể làm cho tâm quý vị dao động. Lúc bấy giờ quý vị cũng chẳng tham thiền, tham sắc, tham danh, tham ăn hay tham ngủ nữa. Mọi thứ đều không tham thì mới có thể gọi là chứng quả. A-la-hán sơ quả đi không gây ra tiếng động, bởi vì chân họ cách xa mặt đất 3 phân. Vì sao vậy? Vì thánh nhân đắc quả có lòng từ bi, sợ rằng sẽ đạp chết các côn trùng nhỏ, nên mới đi trong hư không. Quý vị hãy chú ý, không được tự xưng là đã chứng ngộ khi chưa chứng ngộ, hay là đã đắc quả khi chưa đắc quả. Như thế là phạm giới vọng ngữ, tương lai phải đọa địa ngục kéo lưỡi. Tôi phải nói trước cho quý vị rõ, còn tin hay không là tùy ở quý vị. Trong số Phật tử, có kẻ chưa khai ngộ mà cứ tự rêu rao là đã khai ngộ. Đó là hành vi không thể chấp nhận được. Dù thật quý vị đã khai ngộ,
quý vị cũng không nên khoe khoang. Tôi khai ngộ rồi, tôi có ngũ nhãn lục thông rồi nè. Quý vị chớ tự tuyên truyền, tự mình quảng cáo cho mình, vì như thế thật chẳng có ý nghĩa gì cả. Ngay cả Phật và Bồ Tát, các ngài cũng không tự tuyên truyền, tự quảng cáo. Nếu có ai biết vị này là Bồ Tát hay vị kia là Phật quá thân thì hiện ở thế gian, thì các ngài liền biến mất. Đời Đường có hai vị đại sư, một vị là Hàng Sơn, một vị là Thạch Đắc. Hàng Sơn là quá thân của Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, còn Thạch Đắc là quá thân của Đức Phổ Hiền Bồ Tát. Cả hai ngài Hàng Sơn và Thạch Đắc vốn là quý vị đồng tu, rất thân với nhau. Ngài Thạch Đắc khi còn thơ ấu được phương trượng Phong Can đem về chùa Quốc Thanh nuôi nấng và dạy bảo. Ngài Thạch Đắc chuyên việc nấu nước trong nhà trù và mỗi ngày góp nhặt đồ ăn thừa cho vào ống trúc đem cúng dường ngài Hàng Sơn. Ngài Hàng Sơn thì ngủ ở động Nguyệt Quang trên núi Thiên Thai, mỗi ngày tới chùa Quốc Thanh nhận đồ thừa để ăn. Hai ngày tâm đồng ý hiệp, thường cười đùa bẩn cợt với nhau, nên cả chùa ai cũng cho các ngài là hai người điên, chẳng ai đếm xỉa gì đến họ cả. Không ai biết rằng hai ngài là Bồ Tát quá thân, du hí ở nhân gian để cứu độ những chúng sanh cần được độ. Một hôm, Quan Thái Thú Lã Khu Yên tới gặp Hòa Thượng Phong Can và hỏi rằng: Thưa Thiền Sư, trong quá khứ chư Phật và Bồ Tát thường quá thân tới thế giới này, vậy thời nay chư Phật và Bồ Tát có còn quá thân tới cõi này nữa hay không? Ngài Phong Can đáp: Có chứ, bất quá ngài không nhận ra mà thôi. Bây giờ tại chùa Quốc Thanh núi Thiên Thai, vị thầy chuyên nấu nước ở nhà trù chính là Phổ Hiền Bồ Tát đấy. Thầy có một người bạn là Hàng Sơn, tức là Văn Thù Bồ Tát. Sao ngài nói chẳng có ai? Lã Thái Thú nghe xong rất vui mừng, bèn đi gấp đến chùa Quốc Thanh để đảnh lễ hai vị Bồ Tát Hàng Sơn và Thập Đắc. Thầy tri khách chùa Quốc Thanh thấy Quan Thái Thú đến giếng thì ân cần tiếp đãi, nhưng khi nghe vị quan này muốn gặp Hàng Sơn và Thập Đắc thì ngạc nhiên vô cùng. Chẳng biết vì sao ông ta lại muốn gặp hai người điên này. Tuy không hiểu được lý do, thầy cũng dẫn Quan Thái Thú tới nhà trù. Bấy giờ đúng lúc hai ngài Hàng Sơn và Thập Đắc đang cười nói bô bô như hai kẻ điên khùng, khiến ai cũng nực cười. Nhưng Lã Thái Thú vô cùng cung kính đảnh lễ hai ngài, rồi cũng hết sức cung kính thưa: Đệ tử là Lã Khưu Yên, xin thỉnh cầu quý đại Bồ Tát từ bi dạy bảo cho kẻ mê muội này. Ngài Thập Đắc hỏi: Ông làm gì thế? Thái Thú đáp: Con nghe Hòa Thượng Phong Can dạy rằng hai ngài là quá thân của Đức Văn Thù và Đức Phổ Hiền, bởi vậy con đặc biệt tới đây để xin đảnh lễ và khẩn cầu quý ngài khai thị cho con. Ngài Thập Đắc nghe xong thì vừa thụt lùi vừa nói: Ngài Phong Can nói nhảm, Ngài Phong Can nói nhảm. Ngài Phong Can là quá thân của Đức A Di Đà, sao không lại ngài mà tới đây quấy rầy chúng tôi? Nói xong thì chạy ra khỏi chùa, lên tới động Nguyệt Quang núi Thiên Thai rồi. Cả hai ngày nhập vào vách đá. Thái Thú thấy vậy vô cùng thất vọng, bởi vì hai vị Bồ Tát đã ẩn mình trong vách đá không ra nữa. Ông ta nghĩ thầm: Thôi hãy về lại Đức Di Đà vậy. Nhưng khi y về tới chùa thì mới hay ngài Phong Can cũng đã viên tịch. Đúng là đang diện thác quá.
vượt mất cơ hội trước mắt. Cho nên có câu rằng: đối diện với Đức Quan Thế Âm mà chẳng nhận ra được Ngài. Trong thiền đường này cũng có Quán Thế Âm Bồ Tát, song tôi không thể tiết lộ cho quý vị biết được, để Ngài khỏi bị quý vị đuổi chạy mất. Thiền thất tháng 12 năm 1980. Ngồi thiền có thể chấm dứt sinh tử. Vào những năm cuối của triều đại Bắc Tông, Trung Quốc có một vị anh hùng dân tộc tên là Nhạc Phi. Cha ông qua đời khi ông còn thơ ấu. Mẹ ông là một người hiền đức trí huệ. Cả hai mẹ con nương tựa nhau mà sống. Nhạc Phi được mẹ dạy học và dạy viết. Bởi nhà quá nghèo, không có tiền mua giấy bút và mực, nên Nhạc Phi phải tập viết chữ trên cát. Thế mà về sau, ông nổi tiếng viết chữ đẹp. Đến lúc trưởng thành thì ông đầu quân. Mẹ ông lúc ấy xăm trên lưng ông bốn chữ Tận Trung Báo Quốc, để nhắc ông phải luôn luôn ghi nhớ chí nguyện lớn lao cứu nước cứu dân. Lúc bấy giờ quân Kim xâm lược Bắc Tống, chiếm Biện Kinh, Khai Phong. Đài hai vua Hội Tông và Khâm Tông lên miền Bắc. Hội Tông là vua đã thoái vị, có hai người con là Khâm Tông và Khang Dương. Khang Dương lúc ấy đang ở Hàng Châu, liền lên ngôi, đặt tên nước là Nam Tống, tự xưng là Tống Cao Tông, phong Tần Cối làm tướng quốc. Đương thời các quan văn thì chủ trương hòa giải với quân Kim, nhưng các quan võ thì chủ trương chiến tranh. Bây giờ Nhạc Phi đại thắng quân Kim ở trấn Chu Tiên, rất gần Biện Kinh, và dự định tiến đánh kinh đô quân Kim ở Hoàng Long, tức Kiết Lâm, Nông An bây giờ. Chẳng may Nhạc Phi bị Tần Cối đố kỵ và dùng 12 đạo kim bài giả để triệu hồi về kinh thành. Nhạc Phi vốn mang tư tưởng trung quân ái quốc, nên dân mệnh vua trở về kinh đô. Lúc tới sông Trường Giang, ngang qua chùa Kim Sơn, ông đến bái kiến thiền sư Đạo Duyệt. Thiền sư Đạo Duyệt khuyên ông đừng trở về kinh thành, hãy ở lại chùa Kim Sơn trấn Giang xuất gia tu hành thì có thể sẽ tránh được tai nạn. Song Nhạc Phi vốn đã coi thường sống chết và lại nghĩ rằng bổn phận kẻ làm tướng là phải tuân lệnh vua, không thể cho là tướng ở ngoài có lúc không phải tuân theo lệnh vua. Do đó ông đã không nghe theo lời khuyên của thiền sư Đạo Duyệt. Lúc chia tay, thiền sư tặng ông một bài kệ: tuế đệ bất túc, cẩn phòng thiên khốc, phụng hạ lưỡng điểm, tương nhân hại độc. Chưa đến cuối năm, đề phòng trời khốc, dưới phụng hai chấm, hãm hại người đấy. Khi Nhạc Phi về tới Hàng Châu, Tần Cối dùng ba chữ Mạc Tu Hữu bịa đặt để hạ lệnh bỏ tù hai cha con Nhạc Phi. Gần đến ngày thọ hình, Nhạc Phi mới chợt hiểu thâm ý bài kệ của thiền sư Đạo Duyệt. Năm ấy, ngày 29 Tết, trời mưa tầm tã, Nhạc Phi ngồi trong ngục lắng nghe tiếng mưa rơi và chợt vỡ lẽ rằng đại nạn đã kề bên. Lời tiên tri của thiền sư Đạo Duyệt cuối cùng đã ứng nghiệm. Phụng hạ lưỡng điểm, dưới chữ phụng có thêm hai chấm, tức là chữ Tần, ám chỉ Tần Cối. Quả nhiên Nhạc Phi sau đó bị xử chém tại Phong Ba Định. Bây giờ Tần Cối hỏi Đao Phủ: Nhạc Phi khi sắp bị chém có nói gì chăng? Đao Phủ đáp: tôi chỉ nghe y nói rằng y hối hận vì không chịu nghe lời thiền sư Đạo Duyệt ở chùa Kim Sơn, nên mới nhận lãnh hậu quả thê thảm này. Nghe vậy, Tần Cối vô cùng tức giận, liền phái Hà Lập tới chùa Kim Sơn gấp để bắt thiền sư Đạo Duyệt. Song thiền sư trong khi nhập định một ngày trước đó đã biết được nhân duyên này, nên ngài đã để lại một bài kệ: Hà Lập từ Nam Lai, ngã giảng Tây Phương Tẩu, Nhược Phi Phật Pháp Đại, khải bất lạc tha thủ. Nghĩa là Hà Lập từ Nam đến, ta nhắm Tây Phương đi, Phật Pháp nếu không tường, ắt lọt vào tay hắn. Chuyện này chứng minh rằng khi công phu thiền định của người tu hành đã tới cực điểm thì có thể khống chế được sinh tử, muốn lúc nào giảng sinh cũng được. Tự mình điều khiển định mệnh, đó là một điều rất đương nhiên. Thuở xưa, các thiền sư đều có công phu như vậy, tự do sống chết, tùy tâm như ý. Đời đường có vị thiền sư tên Đặng Ẩn Phong, có thể lộn ngược đầu xuống đất mà viên tịch. Gần đây có vị Phật sống ở chùa Kim Sơn, đứng mà viên tịch.
đó đều là nhờ có công phu thiền định nên họ có thể đến và đi tự do, không bị hạn chế gì cả. Thiền thất 12 năm 1980. Tu hành cần phải nhẫn nại. Đức Phật Thích Ca từ lúc xa xưa còn tu phước và tu huệ đã trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp, vô lượng kiếp mới thành chánh giác. Ngài đã vật dĩ thiện tiểu nhi bất di, vật dĩ ác tiểu nhi di chi. Đừng cho việc thiện nhỏ mà không làm, đừng cho việc ác nhỏ mà cứ làm. Lúc Đức Phật Thích Ca hành đạo Bồ Tát, Ngài chẳng bao giờ bỏ qua việc thiện dù nhỏ như sợi tóc, và cũng chẳng bao giờ làm việc ác dù nhỏ như hạt bụi. Do đó, phước huệ công đức viên mãn rồi thì Ngài thành Lưỡng Túc Tôn, đấng có đầy đủ phước và huệ. Quý vị hãy chú ý, việc thiện tuy nhỏ quý vị cũng phải tu, bởi vì tích lũy từng hạt bụi, hạt cát có thể xây đặng ngôi tháp, tích thành việc thiện lớn. Việc ác tuy nhỏ nhưng nếu cứ làm mãi thì tích tiểu thành đại, trở thành đại ác, rồi mãi mãi không sao thành đạo được. Tu hành là chớ làm các việc ác, hãy làm mọi việc lành. Nếu không làm việc ác thì phước càng ngày càng nhiều. Nếu làm mọi việc lành thì trí huệ càng ngày càng tăng. Càng tăng thì chúng ta càng phải tiếp tục tu hành, đừng để gián đoạn mới thành tựu được. Bây giờ ở trong thiền đường, khi quý vị đi rồi ngồi, ngồi xong lại đi, dụng công tu hành chính là tu phước huệ. Tu phước ra sao? Tức là không làm điều ác. Tu huệ thế nào? Tức là làm mọi điều lành. Đến khi phước báo viên mãn mà trí huệ cũng viên mãn thì quý vị sẽ thành tựu Phật đạo rất nhanh chóng, chẳng cần phải trải qua ba A Tăng kỳ kiếp. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật khi xưa, trong lúc tu hành, Ngài đã đi làm đường rất nhiều lần, song Ngài vẫn kiên nhẫn, chẳng chịu thua, cứ tiếp tục tinh tấn, siêng tu giới định huệ, chấm dứt tham sân si, cuối cùng đạt thành quả vị Phật. Giờ đây chúng ta tu hành Phật Pháp, so với Đức Thích Ca, chúng ta thật may mắn vô cùng. Đức Phật đã truyền lại cho chúng ta con đường chân chính, chỉ cần theo đó mà bước tới, thì chúng ta có thể đạt được mục tiêu, tới bờ bên kia cõi tịnh độ rất mau chóng. Tiền thân của Phật Thích Ca là Bồ Tát Thường Bất Khinh, chuyên tu hành nhẫn nại, gặp ai Ngài cũng lại và nói rằng: tôi không dám khinh rẻ các vị đều là Phật sẽ thành. Có người không ưa cử chỉ đó, nên khi Ngài lại thì họ đánh chửi Ngài. Có lần khi thực hành đạo Bồ Tát, Ngài đang lại thì bị đá gãy hai răng cửa. Xong, Ngài chẳng sân hận, vẫn tiếp tục thực hành khổ hạnh lễ lại. Nhưng học được kinh nghiệm đó rồi, nên về sau, hễ thấy ai đi tới thì Ngài chỉ ở xa xa mà lại và nói: tôi không dám khinh rẻ các vị đều là Phật sẽ thành. Nói và lại xong là Ngài lập tức bỏ đi. Do đó, ai muốn đánh Ngài cũng không sao đuổi kịp. Bồ Tát Thường Bất Khinh dùng tinh thần vô ngã tướng, không có quan niệm về cái tôi, về mình để tu phước tu huệ. Ai dạy Ngài tu như thế, chẳng ai dạy Ngài phải lại cả. Chính Ngài cam tâm tình nguyện tu hành như thế, dù bị đánh đập, bị chửi mắng, Ngài cũng chẳng sinh lòng giận dữ. Đó chính là tu pháp môn nhẫn nhục ba la mật. Pháp môn quan trọng nhất của người tu hành là pháp nhẫn nại. Khi gặp hoàn cảnh chẳng được như ý thì phải ráng nhẫn nại nhường nhịn, đừng tranh giành với ai cả. Nếu không thể nhẫn nại được, cứ thường nóng giận bực dọc thì tất cả công đức khổ nhọc để tu hành sẽ bị tiêu tan. Quý vị hãy tự hỏi, nếu mình cúi đầu lại người mà lại bị người đánh đập thì mình có đủ sức chịu đựng mà không sân hận chăng? Nếu quý vị chịu được thì quý vị là đệ tử của Phật, bằng không thì quý vị phải nhiếp phục thân tâm, tiếp tục dũng mãnh tinh tấn tu hành. Ngược lại, quý vị chỉ lãng phí thời giờ mà thôi, chẳng thành tựu được gì cả. Người tu hành cần phải chịu lạnh, chịu nóng, chịu gió, chịu mưa, nhịn đói, nhịn khát, nhận chửi, nhận đánh. Hãy bắt chước tinh thần của Thường Bất Khinh Bồ Tát. Bất luận ai đối xử xấu với ta, ta cũng không tức giận hay oán hận. Ta phải dùng lòng thành mà đối xử thì đối phương sẽ tự nhiên được cảm hóa, và kẻ thù sẽ trở thành bạn tốt của ta. Người tu hành phải tu làm sao để dẹp bỏ cái tôi, ngã tướng. Nếu không còn cái tôi thì chuyện gì cũng nhẫn nại cam chịu được. Cảnh giới có tới, quý vị cũng chẳng động tâm. Hãy xem mình như hư không. Cảnh vừa lòng tới cũng cứ tu hành, cảnh nghịch ý tới cũng cứ tu hành. Nói cách khác,
gặp cảnh vừa lòng cũng đừng sinh tâm hoan hỷ vui mừng. Gặp cảnh trái ý cũng chớ lo âu sầu buồn, bất luận là thuận hay nghịch, đều phải nhận thức cho rõ ràng. Nếu quý vị có thể như như bất động, không khởi tình cảm, vọng tưởng hay chấp trước, thì sẽ không bị cảnh giới làm cho lay chuyển. Nếu lúc nào cũng liễu liễu thường minh, sáng suốt chiếu soi nhân quả mọi sự, thì sẽ xoay chuyển được cảnh giới. Ngày xưa, Đức Phật Thích Ca chuyên tu pháp môn nhẫn nhục. Do đó, Ngài được gọi là Nhẫn Nhục Tiên Nhân. Một bữa nọ, vô duyên vô cớ, Ngài bị vua Ca Lợi chặt đứt chân tay. Xong, Ngài vẫn không sinh lòng oán hận, mà ngược lại, Ngài thương xót vua Ca Lợi đã si mê. Do đó, Ngài nói với vua rằng, khi tôi thành Phật, trước hết tôi sẽ độ cho Ngài tu đạo. Vua Ca Lợi nghe xong, liền phát tâm đại sám hối, xin quy y với Nhẫn Nhục Tiên Nhân. Và về sau, chính là tôn giả Kiều Trần Như, một trong năm vị tỳ kheo đầu tiên. Sau khi Đức Phật thành đạo, Ngài vì năm vị tỳ kheo mà thuyết pháp tứ đế, chuyển pháp luân ba lần, và tất cả đều chứng quả A-la-hán. Đức Thích Ca là tổ sư của Phật giáo, hạnh nhẫn nhục của Ngài đã rốt ráo, nên gặp bất kỳ chuyện gì, Ngài cũng không tức giận bực dọc. Chúng ta là đệ tử Phật thì cần phải học tập công phu nhẫn nhục của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nói tóm lại thì nhẫn nại chịu đựng là phép tu then chốt nhất, không thể coi thường được. Cổ nhân có câu, nhẫn phiến khắc, phong bình lãng tĩnh, thối nhất bộ, hải khoát thiên không. Nghĩa là nhẫn một giây, gió im sóng lặng, lùi một bước biển rộng trời trong. Bởi vậy cho nên, nhẫn nhục là viên ngọc quý vô giá. Nếu ai đập nát dạng Phật thánh thành, thì tôi cũng chẳng chấp trách, chẳng bận tâm, cũng tuyệt đối, chẳng oán giận. Nếu ai ai cũng như vậy, thiên hạ mới được thái bình. Người tu hành thì không thể thiếu nhẫn nại, có sức nhẫn nại thì mới tu nổi. Không có sức chịu đựng thì khỏi nói tới. Những điều tôi nói hôm nay rất là tầm thường, giản dị, lạc lẽo, không mùi vị gì, song chính là Phật pháp di diệu và hy hữu. Tuy tầm thường, nhưng đạo luôn từ chỗ bình thường mà phát sinh. Đạo, con đường là do người dùng chân bước tới. Pháp vô vi, không có hình tướng, không có tạo tác này, trăm ngàn vạn kiếp khó gặp đặng. Cho nên quý vị chớ để lỡ cơ duyên. Nếu quý vị cho là gió thổi qua tai, nghe rồi chẳng ghi nhớ, thì sau này hối hận sẽ không kịp nữa. Nên những điều tôi giảng hôm nay, quý vị có thể vận dụng, thì bất luận là chuyện gì, cảnh giới gì, quý vị đều chẳng sinh phiền não. Nếu quý vị lại biết vận dụng trí huệ để phán đoán cảnh giới này, thì bất luận là chuyện gì cũng sẽ tự nhiên hóa giải, chẳng chút rắc rối. Cuối cùng, cầu mong quý vị nỗ lực tham thiền. Tham niệm Phật là ai? Chưa tìm ra được ai thì hãy tiếp tục và nhẫn nại tu hành. Thiền Thất, tháng 12 năm 1980. Tham thiền là phương pháp khai ngộ. Phật giáo sau khi được truyền sang Trung Quốc thì phân làm năm tông phái là thiền, giáo, luật, tịnh, mật. Thiền là thiền định, giáo là giáo lý, luật là giới luật, tịnh là tịnh độ, mật là trì chú. Lúc này là lúc đã thiền thất, nên chỉ giảng về lý thiền. Còn bốn tông phái kia thì tạm thời không đề cập đến. Thiền na dịch là tư duy tu, nghĩa là thường tư duy suy gẫm về một việc. Việc gì? Tức là thoại đầu, xem xét ai niệm Phật, gọi là tham thiền. Kỳ thực tham thoại đầu cũng chỉ là vọng tưởng, bất quá chúng ta dùng vọng tưởng để chế phục vọng tưởng, dĩ độc công độc, tức là lấy một vọng tưởng để tiêu diệt nhiều vọng tưởng khác.
công phu tham thoại đầu đòi hỏi phải trải qua thời gian dài thì mới thành tựu. Do đó nói, tham cú lâu mới có thiền. Tham cũng giống như lấy cái khoan đục vào gỗ vậy. Chưa đục xuyên thủng thì chưa ngừng. Chẳng thể nửa đường bỏ phế, bởi nếu thế thì công phu từ trước hoàn toàn dứt bỏ. Tham thiền quan trọng nhất là nhẫn nại. Khi nhẫn nại đến chỗ tột đỉnh thì có thể chẳng nảy sinh một dòng niệm nào cả. Khi một niệm chẳng sinh thì có thể khai ngộ. Có câu: đầu sào trăm thước dấn thêm một bước. Nghĩa là khi quý vị ở đầu ngọn sào dài trăm thước, quý vị vẫn tiếp tục bước thêm một bước nữa. Lúc ấy, mười phương thế giới đều hiện toàn thể. Song pháp môn này mỗi niệm lúc nào cũng tu trì thì mới có hiệu quả, không thể lười biếng, không thể buông lung. Trong Chứng Đạo Ca có nói rằng: đúng giác liễu Như Lai thiền, lục độ vạn hạnh thể trung duyên, mộng lý minh minh hữu lục thú, giác hậu không không vô đại thiên. Nghĩa là thiền Như Lai thoát hiểu rồi, lục độ vạn hạnh thể tròn đầy, mộng thì rõ ràng có sáu nẻo, ngộ xong trống rỗng chẳng đại thiên. Đúng tức là lập tức giác ngộ một đạo lý rằng: lý khả đốn ngộ, sự tu tìm tu. Tức là lý có thể hiểu ngay lập tức, song sự thì phải từ từ tu. Về sự thì chúng ta cần phải tu từng bước một, còn về lý thì cần phải hiểu rõ ngay tức khắc. Khi đốn ngộ thì chúng ta biết giếng ở đâu để đi lấy nước. Còn lúc chưa đốn ngộ thì chúng ta chỉ nghe tiếng dây ròng rọc kéo nước mà không biết giếng ở đâu. Ví dụ này thuyết minh Phật tánh từ đâu lại. Làm sao để chứng đắc Phật tánh? Chứng Phật tánh không có pháp gì khác, chỉ một cách là tham thiền, ngồi thiền. Chúng ta lúc nào cũng ở trong mộng, rằng: nhân sinh nhất trường mộng, nhân tử mộng nhất trường. Mộng lý thân dinh quý, mộng tỉnh tài cùng hương. Triều triều thị tác mộng, bất giác mộng hoàng lương. Mộng trung nhược bất giác, uổng tác mộng nhất trường. Nghĩa là người sống một tràng mộng, người chết mộng một tràng. Trong mộng thân dinh quý, tỉnh mộng vẫn nghèo sơ. Ngày ngày cứ nằm mộng, chẳng biết mộng kê vàng. Nằm mộng mà chẳng biết, uổng thay mộng một tràng. Lúc mộng chúng ta thấy rõ ràng có lục thú, sáu nẻo, trời, người, Atula, súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục. Đến lúc giác ngộ mới thấy tam thiên, đại thiên, thế giới đều chẳng có. Vì sao? Vì không còn chấp trước. Chẳng còn chấp trước thì đem vạn vật phản bổn hoàn nguyên. Như thế làm sao còn ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng, thọ giả tướng đặng? Mọi thứ đều chẳng còn. Có người nghe rằng bốn tướng đều hết thì chẳng dám tu hành, vì ngộ nhận rằng tu đến cực điểm thì người ta chẳng hiện hữu nữa, chúng sinh cũng hết sạch, thọ giả cũng không còn. Vậy thì sao đây? Lúc ấy công việc làm cũng hết luôn, e rằng tôi sẽ thất nghiệp mất. Quý vị nhất định cần có việc làm sao? Vậy thì cứ tiếp tục điên đảo. Khi tu hành đến chỗ không còn bốn tướng thì quý vị sẽ quét sạch tất cả pháp, xa rời tất cả tướng, chứng đắc thực tướng của mọi sự, rằng nhất pháp bất lập,
vạn pháp giai không, tức là một pháp chẳng lập, mọi sự đều không. Chẳng thể nói suông là mình hiểu đạo lý này, mà chúng ta bắt buộc phải chân chính chứng đắc cảnh giới một pháp chẳng lập, mọi sự đều không. Lúc ấy sẽ chẳng còn gì là khổ, chỉ hưởng thọ sự an lạc. Người ta ở đời nếu không chấp trước danh vọng thì cũng ôm chặt lời lộc, không chấp trước tiền tài thì lại mê đắm sắc đẹp. Do đó không thể nhìn thủng hiện tượng, chẳng thể buông bỏ mọi chấp trước. Muốn nhìn thủng, muốn buông bỏ, song lại chẳng đặng. Vì sao chẳng kham? Bởi vì trong tâm có con quỷ tinh tế và con sâu đinh lợi tác quái. Do đó rất nhiều việc mình để lỡ cơ hội. Đối diện với Đức Quán Âm mà chẳng nhận ra Ngài, Đức Quán Âm Bồ Tát ở ngay trước mặt, thế mà cứ đi tìm kiếm khắp nơi. Đó chính là bị điên đảo vọng tưởng chi phối vậy. Chữ tham trong tham thiền có nghĩa là quán chiếu, quan sát. Quán chiếu cái gì? Quán chiếu Bát Nhã, nghĩa là trong mọi ý niệm, mọi thời điểm, quý vị phải quan sát chính mình ở đây, tự tại. Đừng quan sát kẻ khác, tha tại. Hãy quan sát xem mình có ở tại đây hay chăng. Nếu mình ở đây thì có thể tham thiền, dụng công tu hành. Nếu mình chẳng ở đây, tức là mình khởi vọng tưởng lăng xăng, nghĩ ngợi dớ dẫn. Thân tuy ở trong thiền đường, nhưng tâm lại dông rủi tận nửa ước hay ý đề lời, tới đầu cũng phan duyên, thành ra không tự tại nữa. Quán chiếu tự tại tức là Bồ Tát, quán chiếu không tự tại tức là phàm phu. Quán chiếu tự tại là thiên đường, quán chiếu không tự tại là địa ngục. Nếu chúng ta quán chiếu với sự tự tại, tâm không chạy ra ngoài, thì có thể thực hành Bát Nhã Ba La Mật thâm sâu. Lúc tham thiền, thân ngồi tại thiền đường, tâm miên mật tham cứu liên tục, không gián đoạn, thì mới đúng là thực hành Bát Nhã thâm sâu, tìm được trí huệ. Khi đắc đại trí huệ thì mới tới được bờ bên kia, bờ giải thoát. Bí quyết tham thiền là triều giả tư, tịch giả tư. Ngày tham cứu, đêm cũng tham cứu. Tham cứu cái gì? Tham cứu niệm Phật là ai? Ngày nay tham cứu, ngày mai tham cứu, ngày ngày tại thiền đường thực hành Bát Nhã Ba La Mật thâm sâu. Song không phải chỉ một thời gian ngắn là có thể nếm được mùi vị thiền ngay đâu. Quý vị phải trải qua thời gian dài lâu mới được. Khi có công phu thực hành Bát Nhã Ba La Mật thâm sâu thì mới có thể soi thấy năm quẩn đều không. Năm quẩn còn gọi là năm ấm. Uẩn có nghĩa là tụ tập, ấm có nghĩa là che đậy, bao phủ. Vì sao chúng ta không được tự tại, không đắc giải thoát? Bởi vì chúng ta bị năm ấm che phủ. Năm uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Một, sắc uẩn. Có chướng ngại thì gọi là sắc, có hình tướng cũng là sắc. Sắc uẩn chẳng không thì thấy sắc sẽ bị sắc trần mê hoặc, nghe âm thanh thì bị âm thanh trần mê hoặc, ngửi mùi hương thì bị hương trần mê hoặc, nếm mùi vị thì bị vị trần mê hoặc, tiếp xúc với vật thì bị xúc trần mê hoặc. Nếu khiến cho sắc uẩn là không thì bên trong không có tâm, bên ngoài không có hình tướng, xa gần không có vật thể. Sắc cũng có nghĩa là đủ thứ sắc đẹp. Nhan sắc khiến mắt ta hỗn loạn, không nhận biết rõ ràng, mờ mịt giống như kẻ mù vậy. Trong Đạo Đức Kinh có nói:
ngũ sắc linh nhân mục manh, ngũ âm linh nhân nhĩ lung, ngũ vị linh nhân khẩu sản. Nghĩa là năm sắc khiến mắt người mù, năm âm khiến tai người điếc, năm vị khiến miệng người đờ. Những thứ ấy đều do bị sắc uẩn mê hoặc. Nếu phá được sắc uẩn rồi, thì núi sông, đất đai, thành quách, nhà cửa đều rỗng không cả, chẳng còn gì rắc rối nữa. Do đó, sắc uẩn chưa không, thì chúng ta còn chấp trước ở sắc. Khi chấp trước ở sắc, thì không thể trừ khử được kiến hoặc, sự mê muội của cái thấy. Kiến hoặc là do khi gặp cảnh thì khởi lòng tham ái. Cảnh giới tức là sắc. Khi đối trước cảnh giới nào cũng sinh lòng tham lam hay yêu thích, tức là có chấp trước. Kiến hoặc có 88 phẩm. Nếu chặt đứt hết được thì sẽ chứng sơ quả A-la-hán. Người tu đạo chúng ta trước tiên cần phải đoạn 88 phẩm kiến hoặc vốn tồn tại trong tam giới, rồi sau đó mới đoạn trừ 81 phẩm tư hoặc ở tam giới. Tư hoặc là do mê muội chân lý nên khởi phân biệt, tức là đối với tất cả đạo lý mình không nhận thức được rõ ràng. Khi đoạn trừ hết 81 phẩm tư hoặc thì sẽ chứng tứ quả A-la-hán. 2. Thọ uẩn. Thọ là lĩnh nạp, lĩnh thọ, phát sinh cảm giác. Khi cảnh giới đến, chẳng cần suy nghĩ gì, liền tiếp thụ lĩnh nạp, phát ra cảm giác. Như ăn món gì, cảm giác thấy ngon, đó là thọ. Mặc áo đẹp, cảm thấy vui, cũng là thọ. Ở nhà tốt, cảm thấy thích, đó là thọ. Ngồi xe tốt, có cảm giác êm ái, đó cũng là thọ. Khi thân tiếp thọ bất kỳ thứ gì, cảm giác ra sao đều gọi là thọ. 3. Tưởng uẩn. Tức là tư tưởng, ý niệm. Vì năm căn tiếp xúc, lãnh thọ cảnh giới của năm trần, nên phát sinh ra đủ thứ vọng tưởng, đủ thứ ý niệm. Chúng thoát sinh ra, thoát diệt mất, khởi lên tác dụng suy nghĩ đến sắc, đến thọ. 4. Hành uẩn. Hành có ý nghĩa thiên lưu, dời đổi. Lúc tới, lúc đi. Lúc đi, lúc tới. Chẳng khi nào ngừng nghỉ, trôi mãi không dừng. Động cơ làm ác, làm thiện là ở trong tâm. Song do vọng tưởng, suy tư chi phối và phản ảnh qua những hành vi, cử chỉ của thân khẩu ý, mọi hành vi ấy đều thuộc hành uẩn. 5. Thức uẩn. Thức có ý nghĩa phân biệt. Cảnh giới tới thì sinh tâm phân biệt. Ví dụ, thấy sắc đẹp thì sinh lòng vui thích, nghe lời ác thì sinh lòng ghét bỏ, vân vân. Nếu phá thủng được năm uẩn thì sẽ vượt qua mọi khổ ách, cũng chẳng còn tai ách gì cả. Vì sao chúng ta có tai ách? Bởi vì chúng ta chưa dẹp bỏ được hai thứ chấp trước là chấp ngã và chấp pháp, mọi sự mọi việc. Trong bài Chứng Đạo Ca của Đại sư Quyền Giác có nói: ngũ quẩn phù dân không khứ lai, tam độc thủy bào hư xuất một. Nghĩa là năm quẩn như mây trôi, chẳng đến đi. Ba độc như bọt nước, dạ có mất. Năm quẩn xưa nay vốn không có tự tánh, hệt như đám mây trôi, thoát nhiên có, thoát nhiên mất. Khi không rõ thấu đạo lý này, chúng ta sẽ mãi bị năm quẩn che lấp, không thể tự tại, không đặng giải thoát. Người tu đạo phải phá năm quẩn. Như mây bay lại, mặc nó lại. Nếu nó trôi đi, mặc nó đi. Không cần chú ý tới, không cần chấp trước nó. Ba thứ độc: tham,
sân, si thì giống như bọt nước, vốn không có thực thể. Chúng tự sinh ra rồi tự mất đi, nên đừng chấp trước vào chúng. Bài Chứng Đạo Ca lại nói: chứng thực tướng vô nhân pháp, sát na diệt khước a tỳ nghiệp, nhược tương vọng ngữ cuốn chúng sinh, từ chiêu bạc thiệt trần sa kiếp. Nghĩa là chứng thực tướng không nhân pháp, sát na rũ sạch nghiệp a tỳ. Nếu đem lời dối gạt chúng sinh, từ chịu cắt lưỡi hằng sa kiếp. Thực tướng tức là vô tướng, vô sợ bất tướng, không có hình tướng gì, song không có gì chẳng phải là nó. Cũng có nghĩa là tạo nhất thiết pháp, ly nhất thiết tướng, quét sạch tất cả mọi pháp mọi sự, rời bỏ mọi hình tướng, mọi quan niệm. Có thể nói là phản bổn hoàn nguyên, chứng đắc tự tánh thanh tịnh. Tới được cảnh giới này thì cũng chẳng có người, chẳng có pháp, nhưng pháp đều quên hết, cũng không còn chấp người, hết luôn chấp pháp, mọi sự mọi việc. Đó là chứng đắc lý và thể của thực tướng. Lúc ấy chỉ trong sát na, có thể tất cả tội nghiệp đọa địa ngục vô gián đã tạo ra trong vô lượng kiếp về trước lập tức tiêu diệt hoàn toàn. Đại sư Vĩnh Gia nói rằng: nếu tôi đem lời giả dối để gạt gẫm chúng sinh, tôi xin cam tâm tình nguyện xuống địa ngục rút lưỡi, chịu khổ trong vô số kiếp nhiều như các bụi dày. Lúc ở thiền đường, quý vị hãy chân thật tu hành, giống như kéo tầm. Quý vị phải nhẫn nại, từ từ kéo từng sợi tơ thì mới không bị rối. Chớ nên tự cho mình là thông minh, muốn tìm đường tắt, muốn dùng phương pháp khoa học để khai ngộ, đó chỉ là suy nghĩ vớ vẩn. Nếu khoa học có thể làm cho khai ngộ thì các nhà khoa học gia đã không tự chui vào thế kẹt. Họ đã sớm khai ngộ từ lâu rồi, và chẳng ai có thể dự phần để khai ngộ với họ đâu. Chớ nên nghĩ ngợi mông lung, mà phải thành thật, đúng phép mà tham cứu, niệm Phật là ai. Lưng mỏi cũng phải chịu, chân đau cũng phải nhẫn, nhẫn nại mãi sẽ tới lúc quý vị khai ngộ. Rằng bất kinh nhất phiên hàng triệt cốt, chậm đắc mai qua phát tỳ hư. Nghĩa là không qua một lần lạnh buốt xương, sao được qua mai tỏa ngát hương. Quý vị hãy chú ý, chớ quá thông minh rồi lại bị sự thông minh đánh lừa mình. Phải nhớ, một phần nỗ lực tu hành là một phần công phu, tu hành là chân thật công phu, không phải khẩu đầu thiền, thiền nói suông. Chỉ nói suông mà không thực hành thì không ích lợi gì. Thiền nói suông chẳng những không giúp gì việc khai ngộ, mà ngược lại còn chướng ngại là khác. Do đó nói, không nói mới là thiền. Một niệm linh quang có thể triệt chiếu thiên địa. Quý vị cùng mười phương ba đời chư Phật chẳng hề khác biệt. Vì sao chúng ta không thể chứng đắc tam thân, tứ trí, ngũ nhãn, lục thông? Vì kẻ phàm phu chúng ta vọng tưởng quá nhiều, do đó trí huệ bị che khuất, chẳng có quang minh, thành ra vô minh. Cả ngày cứ khởi mê hoặc, tạo nghiệp, nên thọ nhận quả báo đau khổ trong dòng sinh tử. Tam thân tức là pháp thân, báo thân, ứng thân hoặc hóa thân. Tứ trí tức là thành sở tác trí, diệu quán sát trí, bình đẳng tánh trí, đại viên kính trí. Ngũ nhãn tức là nhục nhãn, thiên nhãn, pháp nhãn, huệ nhãn, Phật nhãn. Lục thông tức là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông, thần túc thông, lậu tận thông. Khi quý vị không có vọng tưởng gì,
thì mới chứng đắc những cảnh giới này. Đây chẳng phải là thứ triết lý, lý luận quyền diệu bí ẩn gì cả, chỉ là một thứ hiện tượng tự nhiên, từ chân thật công phu mà chứng đắc. Chẳng có chút gì kỳ lạ, rất là bình thường. Từ vô thủy kiếp đến nay, chúng ta bị vô minh che phủ, chẳng gặp được bậc thiện tri thức giác dẫn, không biết thế nào là minh tâm kiến tánh, minh ngộ tự tâm, triệt kiến bổn tánh, không biết thế nào là phản bổn hoàn nguyên, trở về nguồn cội. Chúng ta tu thiền chính là để minh tâm kiến tánh, để phản bổn hoàn nguyên vậy. Nếu được giải thoát thì sẽ không còn quái ngại, ngăn trở, xa rời mọi điên đảo mộng tưởng, cuối cùng tới đặng niết bàn vậy. Thiền thất, tháng 12 năm 1980. Không trừ vọng tưởng thì chẳng thể khai ngộ. Mục đích thăm thiền là để khai mở trí huệ, cầu giải thoát. Chúng ta phải chuyên tâm trì chí tham cứu câu: ai là người niệm Phật? Khi tham tới cực điểm, quý vị sẽ quên bẵng tất cả mọi vọng tưởng, quên ăn uống, phục sức, ngủ nghỉ, và thậm chí quên cả đại tiểu tiện. Lúc bây giờ, gió thổi không lọt, mưa rơi không thấm, quý vị chỉ miên mật tham chữ ai mà thôi. Một niệm duy nhất này kiên cố như kim cang, không gì phá hoại nổi. Bây giờ, quý vị trên không biết có trời, dưới không biết có đất, ở giữa không biết có người, tức là đạt tới cảnh giới không có người, không có mình, không có chúng sinh, không có thọ giả. Và đó cũng là lúc mà quý vị thể nghiệm được trạng thái trong không có thân tâm, ngoài chẳng có thế giới, mình cùng vũ trụ đã hợp thành một thể. Xưa kia, nhiều bậc đại đức cao tăng đã có thể đạt tới trình độ nhất niệm bất sinh, không sinh vọng tưởng. Tại chùa Cao Mân ở Dương Châu, có một vị sư tên là Diệu Độ. Khi thầy tham thiền tới trình độ đi mà không biết là mình đang đi, đứng mà không biết là mình đang đứng, ngồi mà không biết là mình đang ngồi, nằm mà không biết là mình đang nằm, thì cái gì thầy cũng chẳng nghĩ tới, chỉ chú tâm vào câu ai là người niệm Phật mà thôi. Có một hôm, thầy muốn tiểu tiện, nhưng vì chuyên tâm tham cứu chữ ai quá miên mật, nên thầy vào lộn Thiên Dương Điện và lầm tưởng phía trước bệ Đức Bồ Tát Di Đà là nhà xí. Ngay lúc sắp tiểu tiện, thầy chợt ngẩng đầu lên và thấy Bồ Tát Vi Đà đang trừng mắt nhìn mình, tay thì giơ cao cây bảo sử, khiến thầy sợ hãi đến tỉnh táo cả người. Biết là mình đã đến lộn chỗ, thầy vội vã sụp lại Bồ Tát Di Đà, sám hối tội lỗi, cầu xin Bồ Tát tha thứ. Vì sao có thể có chuyện như vậy? Là vì thiền sư Diệu Độ chuyên tâm dụng công, một lòng một dạ tham cứu chữ ai, hoàn toàn không để ý đến những việc khác. Cho nên thầy mới lầm tưởng Thiên Dương Điện là nhà vệ sinh. Có người nghĩ dớ dẫn rằng: tôi cũng bắt chước thiền sư Diệu Độ, tôi sẽ lên đài Quán Âm thay vì dùng nhà vệ sinh. Nếu quý vị cố ý làm như vậy thì quý vị cách xa đạo 10 vạn 8 ngàn dặm rồi. Quý vị nên biết rằng thiền sư Diệu Độ chẳng bắt chước ai cả. Thầy chỉ nhất tâm tham cứu câu ai là người niệm Phật, mãi miết tập trung tinh thần vào một vấn đề, do đó mới xảy ra cớ sự như vậy. Nếu quý vị cố ý bắt chước, đi sai đường, thì thật là sai lầm vô cùng. Cho nên, ngay cả cái ý tưởng muốn bắt chước này, quý vị cũng chớ nên có. Phải nhớ rằng, sai một ly, đi một dặm. Nhiều người ở trong thiền đường, song chẳng chịu dùng công, cứ ngồi nghĩ ngợi lăng nhăng: sao chưa có ai đánh khánh vậy kìa? Mau mau khai tịnh,
để mình duỗi chân duỗi tay, dương vai ưỡn lưng cho đỡ mỏi đi chứ. Hoặc có người thì vọng tưởng tới chuyện ăn uống. Vẫn chưa tới giờ ăn sao? Đói bụng chịu hết nổi rồi. Có người thậm chí tính toán, đã 12 ngày rồi, như vậy là còn 9 ngày nữa công đức mới viên mãn. Mong sao xong lẹ lẹ cho rồi, để mình khỏi phải bị hành tội nữa. Người ta tham gia thiền thất thì mong cho thời gian càng dài càng tốt, để được có thêm cơ hội khai ngộ. Còn những người này ngồi trên thiền sàng mà cứ như ngồi trên bàn chông, lúc nào cũng thấy bứt rứt, xốn xang. Nếu không đổi chân thì lại dương vai, không ngồi yên được. Người ta thì nhập định, còn họ thì nhập phi phi. Vọng tưởng lăng nhăng không ngớt. Nếu đã như vậy thì việc gì phải đến tham gia thiền thất? Cứ làm bộ làm tịch, ra vẻ tu hành để làm gì kia chứ? Chi bằng đừng tới tham gia, để khỏi phải tự chuốc lấy đau khổ cho rồi. Song quý vị nên biết rằng, muốn chấm dứt sinh tử thì phải đem hai chữ sinh tử treo ngang mày, để hễ mở mắt là thấy vấn đề sinh tử, nhắm mắt cũng không quên chuyện tử sinh. Lúc nào cũng phải dùng công tu hành thì mới có thể chấm dứt được sinh tử. Nếu tại thiền đường mà quý vị không luôn luôn nghĩ đến việc liễu sinh thoát tử, trái lại lúc nào cũng nghĩ ngợi lăng nhăng, cứ lo vọng tưởng của mình chưa đủ nhiều, thì thật là đáng thương biết bao. Người dụng công tu đạo thì không được khởi vọng tưởng dù chỉ trong một giây. Có câu rằng: đại sự dị minh, dư tán khảo tỷ. Nghĩa là việc lớn chưa rõ, như đưa đám cha mẹ. Khi chúng ta chưa hiểu được sinh tử đại sự thì cũng đáng buồn thảm, bi ai, giống như cha mẹ qua đời vậy. Do đó, lúc tham thiền thì phải luôn luôn dùng công tu hành, chớ lãng phí một giây một phút, và cũng chớ buông lung. Dụng công tới lúc lô quả thuần thanh, công phu chín mùi, thì tự nhiên sẽ có cảm ứng. Có cảm ứng thì công phu mới tương ưng. Cho dù đã khai ngộ rồi, quý vị cũng vẫn phải không ngừng cố gắng tiến tới trước. Đừng lười biếng, đừng tự giam hãm mình nơi quá thành. Đừng cho rằng tới đây là hết, rồi không muốn tiến thêm nữa. Những ý tưởng như vậy chính là các hòn đá cản trở sự tu hành. Biết rõ ràng là vọng tưởng làm ta không khai ngộ, vậy thì tại sao vẫn cứ khởi vọng tưởng chứ? Biết rõ ràng đó là vọng tưởng mà tại sao không quét sạch chúng đi? Đó chính là khuyết điểm của đa số người đời. Biết rõ mà vẫn cố ý vi phạm. Nói rõ ra tức là quý vị vẫn không thể nhìn thủng, chẳng thể buông bỏ. Vẫn còn chấp trước cái này, câu nệ cái nọ, chấp nam, chấp nữ, vân vân. Kết quả là lãng phí hết thời giờ quý báu. Thời gian đã thiền thức là vô cùng quý giá. Bởi vì không dễ gì mà gặp được cơ duyên tốt đẹp như thế. Trong thời gian này, quý vị hãy ném hết mọi vọng tưởng lên chính tầng mây, để cho lòng được thanh tịnh, chuyên chú vào câu ai là người niệm Phật. Đừng sao lãng, mọi người hãy nỗ lực tham thiền. Tham, tham, tham. Thiền thất, tháng 12 năm 1980.